Hôm nay xin giảng bài kinh số 19 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là kinh Song Tầm. Song Tầm đây là cái bài kinh nói về ba cái tầm thiện và ba cái tầm bất thiện và ba cái tầm thiện. Cái tầm ở đây tức là cái tâm sở tầm, nó hay hướng về một cái đối tượng nào đấy, cho nên gọi là tầm. Tầm giống như là một cái sự đi tìm kiếm ấy. Mình đi tìm cái này, tìm cái kia thì đấy gọi là tầm. Thì cái người nào mà hành thiền thì sẽ hiểu rõ cái tâm sở tầm này. Tầm giống như là nó là một cái chi trong năm cái thiền chi, một cái thiền chi trong năm cái thiền chi. Người nào mà hành thiền thì sẽ thấy nó rất là rõ. Nó là cái tâm sở mà đầu tiên trong năm cái chi đấy, tầm là hướng đến đối tượng, hướng và đặt tâm đến đối tượng. Sau đó thì tứ là an là duy trì bám sát đối tượng. Rồi sau đó nó thích thú, hình sinh là hỷ lạc nhất tâm, những cái tâm sở tầm ở trong các cái tầng thiền. Còn cái tâm bình thường ở cái nộ tâm dục giới, tâm thiện và tâm bất thiện này, nó cũng đều có cái tâm tầm này. Tầm là cái sự hướng tâm để nó đi tìm cái đối tượng này hoặc là đi tìm cái đối tượng khác. Tầm là nó hướng vào cái này hoặc là nó hướng vào cái kia. Thế thì trong hai cái pháp mà cái tâm này nó sẽ hướng đến, một là nó hướng đến một cái pháp bất thiện, thì hai là nó sẽ hướng đến một cái pháp thiện. Thì nó mà hướng đến một cái pháp bất thiện thì mình sẽ có một cái pháp thiện để đối trị lại. Cho nên nó gọi là song tầm. Thì ở đây thì bao gồm có dục tầm, tức là tâm nó hướng đến cái đối tượng là cái cảnh dục, khởi nên cái tham dục, thì đấy được gọi là dục tầm. Cái người mà tu tập thì cũng sẽ biết cách hướng đến một cái pháp nào đó cho nó ni dục đi, đấy thì được gọi là ni dục tập. Hay hoặc là đôi khi tâm nó sẽ đi hướng đến một cái đối tượng mà nó khởi nên những cái sân hận, thì được gọi là sân tầm. Tâm nó cứ hướng đến cái đối tượng mà nó khởi lên cái tâm sân ấy. Thì cái người tu tập cũng sẽ biết cách là hướng đến một cái đối tượng khác để cho nó ni sân này đi. Nên là có cái vô sân tập hay là ni sân tập. Và đôi khi tâm nó hướng đến một cái hại tập. Hại tức là nó khởi lên cái ác ý. Ác ý muốn làm hại ai đó, làm khổ một cái chúng sinh nào đấy. Thì được gọi là hại tập. Thì cũng sẽ có một cái pháp hướng đến để bất hại, làm cho ni hại vô hại sinh lên, thì được gọi là ni hại tập. Vậy cho nên là mới gọi là song tầm, nó có cái sự đối xứng lẫn nhau. Cái pháp này nó sẽ đối lập lại với một cái pháp kia, cho nên là bài kinh này có chủ đề là kinh song tập. Thì nội dung bài kinh này Phật dạy: tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn trú ở Xá Vệ tại Kỳ Đà Nâm, vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Chư tỳ kheo thưa vâng, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thành chánh giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: ta sống suy tư và chia hai suy tầm. Chư tỳ kheo, phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào, ta phân thành: thứ nhất, phàm có ni dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, ta phân thành phần thứ hai. Chư tỳ kheo, rồi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Khi dục tầm khởi nên, ta tuệ chi. Dục tầm này khởi nên nơi ta, dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm này đưa đến tự hại, thì dục tầm ấy biến mất. Khi ta suy tư dục tầm này hại người, dục tầm ấy biến mất. Khi ta suy tư dục tầm này hại cả hai, dục tầm ấy biến mất. Khi ta suy tư dục tầm này diệt trí tuệ, giữ vần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, dục tầm ấy biến mất. Chư tỳ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ xả ni và đoạn tận dục tầm. Đấy là đối với cái pháp dục tầm như vậy. Thì khi mà cái tâm khởi lên một cái tham dục,
Thì cái lúc này Đức Phật đã nói lại cái kinh nghiệm tu tập của chính bản thân mình. Và cái kinh nghiệm tu tập này là cái lúc mà Ngài còn đang thực hành Pháp, chưa có chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn là Bồ Tát đang trên con đường tu tập. Thì Ngài cũng có cái phương pháp tu tập về tâm như thế. Thì cái mục đích của Đức Phật, hay là ngay khi còn là Bồ Tát, Ngài cũng có cái mục đích để ra là tu tập là để đoạn trừ những cái tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện nó căn bản nó khởi lên ở đây, đó là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Những cái tham dục nó khởi lên, sân hận và não hại khởi lên. Thì vì lúc đấy sẽ có cái cách có thể đối trị lại nó bằng cái sự suy xét đến cái sự bất nợ, đến cái sự nguy hiểm, đến cái sự xấu xa của những cái tâm bất thiện đấy. Thì dục tầm này đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thì đấy là một cái cách suy xét như vậy. Hay một người có thể người đấy có thể suy xét trên bằng những cái sự suy xét một cách đại cương, hoặc cũng có thể suy xét cái sự nguy hiểm của dục tầm này bằng cả những cái cách chi tiết. Mình có thể mở rộng cái phạm vi suy xét về cái sự nguy hiểm, về cái sự bất nợ của cái dục tầm này. Như là một khi mà tâm bị tham dục chi phối, tâm bị tham dục chế ngự, khi mà một cái người nào mà bị tham dục nó điều khiển, thì cái người đấy sẽ dần dần trở nên mất tự chủ. Bởi vì tham dục thì nó sẽ đi kèm theo sau đó là cái tâm phóng dật. Nó sẽ năng xăng, nó sẽ nan man, nó giống như là cái ngọn lửa nó đốt, nó không có dừng lại mà nó cứ cháy nan chỗ này, nó cháy nan sang chỗ kia. Cũng như vậy, cái người mà có tâm tham dục thì sẽ đi chỗ này chỗ kia để tìm kiếm những cái gì đó cho nó thỏa mãn những cái tham dục đó. Cho nên bản thân người đó cũng rất là khổ nếu như bị tham dục chi phối, mà người đó không biết cách suy xét đến cái nguy hại của tham dục, thì tham dục càng ngày nó sẽ càng lớn lên. Thế như là một cái người thấy một cái ngọn lửa khi nó còn nhỏ, nhưng mình chủ quan, mình nghĩ rằng nó không đáng kể, không nguy hiểm gì cả, rồi mình cứ để cho nó cháy, thì dần dần cái ngọn lửa ấy nó sẽ cháy nan ra, nó cháy lớn lên đến cái lúc nó nằm ngoài cái sự khống chế của mình. Và đến lúc mà mình không thể nào dập tắt được nó nữa, thì lúc đấy sẽ bị nó thiêu đốt, nó thiêu cháy. Cũng như vậy, nếu như mà cái lòng tham về một cái gì đó, mình tham đắm, tham muốn, tham thích hưởng thụ một cái gì đó, thế mà cái lúc nó mới khởi lên một chút xíu thôi, mình đã chủ quan nghĩ rằng nó không có nguy hại, rồi cứ để cho cái lòng tham đó càng ngày nó càng lớn lên, thì dần dần đến một lúc nào đó lòng tham nó sẽ trở nên quá là lớn ngoài cái tầm kiểm soát mình, mà mình không còn đủ sức để mà dập được nó, để dập tắt được nó nữa. Lúc ấy mình bị nó khống chế hoàn toàn, và suốt ngày mình sẽ phải chạy vại tìm kiếm và khổ sở để đáp ứng cái nhu cầu của cái lòng tham muốn của mình. Thế nên ví dụ như cái người mà người ta bị nghiện ấy, đầu tiên là người ta chỉ nghiện rượu một chút xíu thôi, nhưng mà người ta nghĩ nó là chuyện bình thường, là mỗi ngày nghiện một tí, mỗi ngày nghiện một tí, dần dần đến khi nó trở nên thành một cái bệnh nghiện mà không thể cai, không thể chữa trị được nữa. Và ngày nào mà không có những cái món nhậu, những cái món rượu đấy cho người ta thì người ta không chịu được, người ta bị những cái đó thiêu đốt. Thì đấy là tham nó làm cho khổ mình, rồi cái lòng tham đấy nó cũng sẽ làm cho khổ người. Là vì mình để thỏa mãn được cái lòng tham thì mình phải đi tìm kiếm những cái nhu cầu của lòng tham đấy, mà tìm kiếm không được thì phải đi tìm cách lừa dối người khác, lừa gạt và làm hại người khác. Ví dụ như là không phải một mình có lòng tham, mà nhiều người khác người ta cũng có lòng tham, rồi là hai người cùng tham thì phải tranh nhau thì phải đánh nhau, phải tàn sát lẫn nhau, phải giết hại lẫn nhau. Thì cũng chỉ vì vậy, lòng tham vậy, nó giống như là hai con chó tranh một cái khúc xương. Thế này là hai con không con nào nhường con nào, phải lao vào cắn nhau, cuối cùng phải bỏ cái khúc xương ra để cắn nhau. Thế khi là một con chết, một con bị thương thì quay lại, thì cái khúc xương đó lại bị con chó khác nó tham mất. Thì cái lòng tham dục nó như thế, làm khổ mình, khổ người. Nếu như bây giờ mình ham hưởng thụ một cái gì đó, mình tham đắm một cái gì đó, mà cái lòng tham đó nó trở nên một cách quá mức, thì cái đấy nó trở thành tham dục. Ví dụ người đã tham sắc, sắc đẹp,
tham danh vọng, tham địa vị, tham chức quyền, tham tài sản, và rất nhiều những cái tham sắc nữa. Sách thăng hương vị xúc, tức là ngũ dục, đấy là cái lòng tham. Và cái lòng tham đấy nó đều đem đến hại mình, hại người là như thế. Bởi vì vì lòng tham mình có thể phải đi ăn trộm, ăn cắp của người khác, thì bản thân mình mà bị người ta bắt được, người ta đánh đập cho, bỏ tù, bỏ tội, bị giết hại, đấy cũng là lòng tham mà làm khổ mình. Nhưng mà đôi khi mình cũng đi ăn cắp, rồi đi ăn cướp, thì cũng đánh đập người khác, đấy là lòng tham nó sinh ra cả cái khổ người khác. Thì lòng tham thì sinh ra cái sự tranh chấp, giành giật lẫn nhau, giành nhau về sắc đẹp, giành nhau về chức quyền, về địa vị, về danh tiếng, về tài sản, thì tất cả những cái sự tranh giành như thế thì đều khiến cho cái người đấy đều làm khổ mình, khổ người. Nên là Đức Phật mới dùng cái ví dụ nói cái người có cái lòng tham giống như là con quạ tham một cái miếng thịt. Thì khi mà nó tham miếng thịt nó bay lên thì hàng trăm con quạ khác nó lao vào nó cắn cái con quạ đó. Nó cắn cái con quạ này thì cái con quạ này vì lòng tham mà bị cắn xé mổ xẻ, đau đớn bị rỉa đấy. Đến khi nó chịu không được nữa, nó nhả ra thì con quạ khác đớp lấy. Thì con quạ khác đớp lấy thì hàng trăm con khác nó lại túm vào con quạ ấy, nó cắn xé mổ xẻ và nó làm cho con quạ ấy đau khổ. Rồi nó cứ như thế. Vậy thì cứ khi nào buông được ra thì cái con nào hay con quạ nào đau quá chịu không được cái buông ra thì là con đấy hết khổ. Cái con nào còn ngập cái miếng mồi đấy thì còn khổ. Cũng như thế, nếu như mà lúc nào đó mình buông được cái lòng tham ra khỏi tâm là hết khổ. Còn lúc nào mình còn ngậm cái lòng tham ở trong lòng thì còn khổ. Thì đấy là tham sẽ làm khổ mình, sẽ làm khổ người, sẽ làm khổ cả hai. Một người tham mà không phải là chỉ mình khổ, mình sẽ làm bao nhiêu những người xung quanh khổ. Nhất là những cái người người ta có những cái chức quyền lớn, người ta có những cái địa vị lớn, người ta làm những cái chức vụ lớn ở trong xã hội như là một ông vua, một ông tướng quân, có cái lòng tham, ông thỏa mãn với lại cái tài sản ở trong đất nước mình, ông lại muốn đem quân đi đánh giết, ông cướp phá những cái làng mạc khác, đất nước khác, thì khiến cho bao nhiêu người ở hai cái quốc gia đấy phải chết chóc, phải nầm than, phải đau khổ, mất mát tài sản người thân nhà cửa. Thì đấy là cái lòng tham của những cái người mà càng có ảnh hưởng lớn thì càng đưa đến cái sự đau khổ lớn cho nhiều người. Thì vốn dĩ của lòng tham nó là như thế, bản chất của lòng tham nó là như thế, sự thật của lòng tham nó chỉ đem đến khổ mà thôi. Nhưng mà con người ta lại không có nhận thức ra được cái điều này. Người ta sống ở trên đời thì người ta bị cái lòng tham này nó chinh phục, bị lòng tham chế ngự, bị lòng tham chi phối. Và người ta này cứ nghĩ rằng khi nào mà đạt được cái mình mong cầu, đang mong muốn này, chắc là sung sướng lắm, chắc là hạnh phúc lắm, chắc là thỏa mãn lắm. Thì đấy chính là cái hy vọng của cái con người ta đang chạy theo lòng tham. Vì người ta cứ nghĩ rằng khi mình đạt được rồi thì sẽ sướng, đạt được rồi thì sẽ hạnh phúc. Nhưng mà thực tế, thực chất ra là mình càng đạt được thì lòng tham nó lại càng lớn lên, chứ không bao giờ nó thỏa mãn cả. Mà cái mà có thể dứt được lòng tham đó chỉ là khi nào mình có thể ni được tham mới hết khổ. Tức là khi nào cái lòng tham ấy nó được loại bỏ ra khỏi tâm mới hết khổ. Như là con quạ nó nhả cái miếng mồi ra, nó nhả cái miếng thịt ra thì nó không bị những con khác cắn, còn nếu mà nó còn ngậm thì nó còn bị cắn. Như vậy mình mà còn chạy theo cái lòng tham thì tự mình đang làm khổ mình và người khác sẽ làm khổ mình. Mình đang làm khổ người, người khác cũng làm khổ mình. Thế đấy là cái lòng tham nó sẽ làm khổ mình, khổ người. Thì một cái người có cái sự suy xét như vậy thì cái lòng tham nó sẽ dừng lại. Còn một cái người mà không biết suy xét như vậy, cứ nghĩ rằng lòng tham này nó sẽ đem lại cho mình hạnh phúc, đem lại cho mình cái sự sung sướng, đem lại cho mình cái sự an lạc, an vui ở tương lai, thì cái người đấy sẽ không có từ bỏ được lòng tham, không có dứt bỏ được lòng tham. Thì đấy là một cái cách, mình chỉ cần nghĩ lòng tham này sẽ làm khổ mình, tự nhiên ni tham ngay lúc đấy khởi lên tức thì. Lòng tham này sẽ làm khổ người, khổ cả hai, thì ni tham sẽ khởi lên ngay tức thì. Thứ hai nữa là lòng tham này sẽ diệt trừ trí tuệ. Bởi vì lòng tham nó không có, nó khởi lên, nó chỉ đi kèm với cái sự ngu si, ảo tưởng, nó mới khởi lên cái tâm tham. Chứ còn một cái người có chánh trí, có trí tuệ, có cái sự hiểu biết về các cái sự thật, về các chân lý thì nó đã không bị cái lòng tham này chi phối.
Thế nên lòng tham nó chỉ khởi lên ở một cái người có tà trí, nhưng nó không có khởi lên ở một cái người có chánh trí. Người có chánh trí biết được mọi thứ ở trên cuộc đời nó là vô thường sinh diệt thì người đấy không tham, biết rằng cuộc đời vui ít khổ nhiều thì sẽ không tham, biết rằng không có cái gì là của ta, là ta là tự ngã của ta thì người đấy đã không tham. Đấy là chánh trí khởi lên thì tham nó không có mặt. Tà trí khởi lên khi nào cái người đấy thấy rằng cái này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, người đấy nghĩ rằng cuộc đời này là hạnh phúc, nghĩ rằng có cái sự trường tồn, có cái sự an lạc, tức là có cái sự thanh tịnh trong cái ô nhiễm. Thì những cái người đấy vì hiểu sai các cái sự thật như vậy thì nó mới khinh lên lòng tham. Vậy cho nên lòng tham nó diệt trừ trí tuệ, nó làm cho cái trí tuệ không sanh khởi. Cái người nào mà muốn đang theo đuổi cái con đường phát triển trí tuệ giác ngộ thì cái việc đầu tiên đó là phải có cái ý thức diệt trừ cái lòng tham, đoạn trừ cái tham dục, là chỉ có cái pháp ni dục đấy mới là cái con đường mình hướng đến. Còn cái tham dục thì đó là cái mà mình cần phải đoạn trừ, cái mà mình cần phải xa lìa, nó là cái nhiệm vụ của mình, là phải đoạn trừ cái tâm tham dục đó, thì mới đi đến cái sự chấm dứt khổ đau. Còn cái người mà chạy theo tham dục là đang chạy theo khổ đau, thì cái người đấy phải xác định, phải nhận định rõ được như thế. Mình thấy mình đang chạy theo tham dục, mình biết là mình đang chạy theo khổ đau. Mình thấy bất cứ một người nào, một chúng sinh nào, bất cứ một ai trên đời đang chạy theo tham dục thì cái người đấy đang chạy theo khổ đau, vui trước khổ sau, chứ không phải là đang cái con đường đấy, cái hành động đấy là sẽ đem đến an vui, là không bao giờ có. Con đường đấy, hành động ấy, ý nghĩ ấy chỉ đem đến bất hạnh, đau khổ ở hiện tại và tương lai mà thôi. Thì cái người có cái sự suy xét, nhận diện, nhận định rõ ràng như vậy, người ấy sẽ ni được tham. Đấy là một cái cách có thể là ni diệt trừ được tham. Và vị ấy có thể suy xét là lòng tham sẽ đưa đến dự phần vào phiền não. Tức là lòng tham này nó khởi lên thì vô số những phiền não khác nó đi theo. Tham mà không được thì bắt đầu sinh ra bất mãn. Bất mãn là cầu bất đắc khổ ấy, gọi là mình mong cầu một cái gì đó mà không đạt được thì khổ, ái biệt ni khổ. Tham ái một cái gì đó mà mình xa lìa nó thì sẽ phải khổ. Thì nó sinh ra cái sự oan trái, nó sinh ra bao nhiêu những cái khổ đau, những cái phiền não, những cái hiểm hận, tất cả những cái phiền não khác, man trá, tật đố, ganh tị, bọt xẻ, thì nó cũng đều sinh ra từ cái tâm tham này mà ra. Ư ngụy não hại tật đố san tham này, thì tất cả nó đều sinh ra từ cái lòng tham. Thì bao nhiêu những cái phiền não, bao nhiêu những cái ô nhiễm khác, bao nhiêu những cái tâm bất thiện, những cái lời nói bất thiện, những cái hành động bất thiện khác, những cái tội hay lỗi, những cái ác nghiệp khác, những cái quả báo phải khổ đau ở hiện tại, ở tương lai khác, nó sẽ đều sinh ra từ cái lòng tham này. Tham là cội nguồn, là nguyên nhân, là gốc rễ của mọi những cái phiền não, những cái phiền toái ở trên cuộc đời. Vậy thì ngày nào mình còn có nhiều những cái lòng tham muốn, lòng tham nam nó còn khởi lên thì mình biết là mình sẽ còn khổ, còn lâu dài. Nhưng ngày nào mình thấy mình an tịnh, cái lòng tham bắt đầu lắng xuống, giảm bớt đi và yếu dần đi, nhờ mình suy xét đến những cái bất lợi, những cái nguy hiểm của tâm tham này, thì lúc đấy mình mới biết là mình đang đi dần dần đến cái sự an vui, đi đến cái sự an lạc, đi đến cái sự hạnh phúc. Đấy là gọi là dục tầm này sẽ được đoạn trừ khi vị ấy có cái sự suy xét về cái phiền não nó sẽ khởi lên nhờ cái tham dục, do tham dục này, và tham dục không đi đưa đến niết bàn, tức là tham dục chỉ có đưa đến tái sinh luân hồi trong tam giới mà thôi, chứ không đưa đến niết bàn. Có người tham dục quá thì làm nhiều việc tội lỗi quá phải đi vào địa ngục, tham dục quá thì làm những cái việc tội lỗi khác phải tái sinh làm súc sinh, tái sinh làm ngã quỷ, hoặc sinh lại làm người hạ liệt thấp kém, thì đấy cũng từ cái tham mà ra. Hoặc là cái lòng tham nhẹ hơn nữa ấy, thì sinh làm người hoặc sinh làm chư thiên, thì càng ở cái mức độ cao hơn, cái lòng tham nó vi tế đi một mức độ nào thì mình sẽ sinh về có cõi cao hơn nữa. Còn khi nào mình đoạn hết được lòng tham thì mình đi đến niết bàn, còn lòng tham thì sẽ ở trong sinh tử. Thì đấy là cái sự khác nhau giữa tham và ni tham. Cái suy tư như vậy
thì dục tầm này mới biệt được biến mất. Đấy là cái cách để đoạn trừ cái tham dục. Còn đến cái cách thứ hai là suy xét để đoạn trừ cái sân hận. Chư tỳ kheo, khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, như vậy sân tầm khởi nên, dục. Và lúc đấy vì ấy suy xét này, sân tầm này cũng đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, đưa đến diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não và không đưa đến niết bàn. Thế nên cứ suy xét như vậy thì sân tầm nó cũng biến mất. Nếu như cái tâm của mình nó hướng về những cái sự sân hận, hiểm hận, ác ý, hay là cái sự bất mãn, tức tối, bất cứ về một cái gì đó, thì lúc đấy cũng phải chân chánh suy xét như vậy, suy xét về cái nguy hiểm, về cái sự bất lợi của cái tâm sân, để nó đối trị, để nó đoạn trừ cái sân ngay ở cái lúc đấy, để nó có thể gạt bỏ được cái tâm sân ngay tức thì. Sân này sẽ tự hại mình, và sẽ hại người, sẽ hại cả hai. Thì ngay cái lúc mình nghĩ như vậy là cái sân nó sẽ có cái ni sân ngay tức thì. Thì sân này nó sẽ giống như là cái ngọn lửa, nó sẽ thiêu đốt mình. Cái người có cái tâm sân nghĩ như vậy, dù mình có ác ý với người khác, mình chưa đánh được người ta, mình chưa làm hại được người ta, chưa làm khổ được người ta, nhưng trong lúc, ngay lúc đấy, cái lòng mình nó đã khổ sở rồi. Lúc đấy ngay cái lời nói của một cái người sân phát ra, cái lời nói nào là đã có cái lời nói nó hận hợp, nó giận dữ, nó buồn bực. Và cái người nào mà phải nghe cái lời nói đấy thì người đó cũng cảm thấy nó đau lòng, cũng cảm thấy nó bị tổn thương, và cũng cảm thấy nó buồn phiền, nó khởi lên. Đấy là ngay cái bản thân của cái người sân hận ấy là trong lòng mình đã buồn phiền, đã bực bội, đã tức tối, đã khó chịu rồi. Thế cái người khác, người ta ở sống ở gần mình, có thể người đó là cái người thân của mình, mà phải nhìn cái nét mặt của cái người sân là cũng cảm thấy buồn, là cũng cảm thấy buồn theo. Thế là cái người đấy, khi mà một cái người vui thì những cái người thân ở xung quanh cùng vui, khi mà một cái người đó mà buồn thì những cái người xung quanh, những người thân, người ta cũng buồn. Người ta nhìn cái nét mặt người ta cũng thấy buồn, người nói ra cái lời nói người ta cũng buồn. Người đấy làm cái việc gì mà với cái tâm sân là cái việc làm đó là cái việc làm giận dỗi, cái việc làm tức tối, cái việc làm đấy sẽ có nhiều cái sự phá hoại mà không có cái sự thành công được. Cái người đấy mà đang làm một cái việc gì đó quan trọng thì cái việc đấy sẽ bị hư hỏng, không thành tựu được, do cái lúc đấy cái tâm sân nó tăm tối, nó không còn tỉnh táo, không còn cái sự sáng suốt, nó không còn cái sự chính xác trong cái công nó việc, trong cái lời nói, trong hành động nữa. Đấy là cái tâm sân nó sẽ làm khổ mình và nó làm khổ người. Thì từ cái tâm sân đấy rồi bắt đầu sinh ra những cái oán hận, những cái giận hờn, những cái lời nói mất lòng nhau, những cái lời nói xúc phạm nhau, rồi sinh ra những cái sự va chạm, sinh ra những cái lời nói chia rẽ, bất hòa, đấu đá, tranh giành. Thì cái người đấy sẽ bản thân mình khổ và những người khác cũng sẽ khổ. Đấy là cái người làm khổ mình, khổ người. Từ cái tâm sân đấy làm khổ cả hai, tâm sân ấy sẽ làm diệt mất trí tuệ, tâm sân ấy tăng trưởng phiền não, và tâm sân ấy không đi đến niết bàn mà chỉ đi đến trầm luân, tái sinh vào trong các cái đọa xứ khổ đau. Thì cái người suy xét như vậy, ngay cái lúc suy xét ấy lập tức như vậy, thì cái tâm sân đấy sẽ được diệt trừ. Mình chỉ cần tâm sân này chỉ làm khổ mình thôi thì sân nó cũng được diệt trừ. Nghĩ là sân này nó sẽ làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, diệt trí tuệ, tăng trưởng phiền não, đi đến niết bàn. Đấy là những cái mà cứ suy xét như vậy thì là tâm sân đấy ngay lúc đấy nó cũng đã được diệt trừ đi. Thứ ba nữa đó là hại tầm. Hại tầm là tâm nó hướng đến cái ác ý. Tức là khi mà mình có một cái tâm gọi là não hại. Não hại giống như là mình tức tối, bực bội, hiểm hận với ai đó, xong là mình cứ khởi lên cái ý nghĩ tức giận muốn làm hại một cái người nào đấy. Thì đấy được gọi là não hại. Não hại ví dụ như là có mình đang ngồi bình yên như thế này mà có con ruồi nó đến nó bâu vào trong mép mình, thì mình phải lấy cái tay mình đập nó một cái, không khai mình lại đập vào mặt mình. Thì đấy được gọi là vì mày tao phải đập tao đấy. Vì tao mà tao phải đập mày. Thế là vì mày mà tao khổ, vì tao mà mày cũng khổ. Thì nó làm hại mình rồi cuối cùng mình làm hại nó, cả hai cùng bị hại. Giống như là một cái câu chuyện có thật. Thời Đức Phật có trong nhà ông Cấp Cô Độc, thì có một cái người nô nệ nằm ở cái chỗ mà say sát sàng giã gạo.
Thì lúc đấy cái cô nô lệ này thì có nên một cái đứa con gái thì nó còn nhỏ, nó có 7-8 tuổi thôi. Thì lúc này cái bà nô lệ này đang làm mệt mỏi quá, nằm ra đấy ngủ, ruồi bọ xung quanh nó bâu bám vào trong mặt trên đầu rất là nhiều. Thế là đứa con gái này nó cầm một cái chày, nó đập một cái thật mạnh vào đầu, nó đập con ruồi để đuổi ruồi cho mẹ ngủ. Nó đập một cái là vỡ tan đầu mẹ, mẹ chết luôn. Thì đấy là một cái tâm não hại là thế, một cái mình khi mình ác ý mình hại một cái người khác là mình đang hại chính mình. Đấy là cái tâm não hại, nó hại mình, nó hại người và nó hại cả hai là như thế. Thế là mình muốn hại người khác thì mình cũng đang hại chính mình. Đấy là hại hại người là hại mình như vậy. Nó cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện nó cảnh tỉnh cho một cái người mà cứ muốn đi sát hại một cái người khác, sát hại một cái người khác, cuối cùng mà không may lại quay ra sát hại chính mình. Như là có cái câu chuyện kể có một cái người này ở gần chùa, cái vị này rất là ghét cái vị sư ở chùa, một hôm mới làm cái bánh đấy bảo là sẽ cho cái chất độc vào nên này, biếu cái ông sư này cho ông ăn ông chết đi, ông cứ hay gõ chuông gõ mõ này làm cho mình ngủ không được. Đến khi là ông này ông lại không ăn, mấy đứa con đi học về qua lại gọi vào này cháu ấy vào đây thầy cho bánh này, thì mấy đứa con ăn lại ăn nghèo ra. Đây là một cái câu chuyện mà nó là một cái người mà ác ý não hại, hại mình là sẽ hại người. Thì đấy là cái gọi là cái tâm não hại, thì nó sẽ làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, diệt trí tuệ và nó tăng trưởng thêm phiền não, không đi đến niết bàn. Thì một cái người nào mà nhất là trong cái lúc mình ngồi thiền, mình sẽ thấy những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm này nó cũng sẽ khởi lên, nếu như cái người đấy thiếu chánh niệm, thiếu cái sự tinh tấn, thiếu cái niềm tin, thiếu cái tín tấn niệm định tuệ, thì người đấy sẽ thấy nó có những cái triển cái, thì nó cũng có tham dục sân hận này. Não hại này nó cũng sẽ nó thường xuyên nó khởi lên, nếu như cái người đấy không biết cách đối trị, không suy xét đến những cái nguy hại của những cái tâm não hại đó, thì những cái não hại đó nó không dừng lại mà nó cứ chi phối, nó cứ làm tăng trưởng cái tâm não hại này, thì cái người đấy sẽ không thể nào giữ được cái tâm định tĩnh và không thể nào thành tựu được. Và Đức Phật dạy này, chư tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về vấn đề gì, khởi tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư tỳ kheo nếu tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về dục tầm, vì ấy từ bỏ ni dục tầm. Khi tâm đã nặng về dục tầm, khởi tâm vị ấy có khuynh hướng về dục tầm. Chư tỳ kheo khi tỳ kheo quán sát nhiều về sân tầm, thì cái sân tầm sẽ tăng lên. Khi cũng như vậy về hại tầm, vị ấy từ bỏ vô hại tầm. Khi đã đặt nặng về hại tầm, thời vị ấy có khuynh hướng về hại tầm. Chư tỳ kheo, ví như vào cuối tháng mùa mưa, về mùa thu khi lúa đã trổ hạt, một người mục đồng chăn giữ bò, cầm roi đánh các con bò bên này, đánh bên kia, chế ngự chúng, ngăn chặn chúng. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, vì người mục đồng ấy do nhân duyên này đưa đến sự chết, sự tử tội, sự đánh đập, sự trách móc. Chư tỳ kheo cũng vậy, ta đã thấy sự nguy hại, sự hạ nhiệt, sự uế nhiễm của các pháp bất thiện và thấy sự viễn ni, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các pháp thiện. Đấy là cái người tu tâm, cái người tu tập giống như là một cái người chăn bò hay là cái người chăn trâu. Cũng như thế, thì cái người mà chăn bò hay chăn con trâu ấy, thì người ta phải một tay cầm cái dây thừng, người ta xỏ cái thừng vào cái mũi của cái con bò ấy. Thế mà và một tay thì cầm roi. Thế khi nào mà nó mà cứ đi vào ruộng lúa, nó mà ăn lúa hay ăn những cái cây hoa màu của người khác thì phải cầm cái roi kéo nó lại, cầm cái dây thừng kéo nó lại, cầm cái roi vụt vào mõm đó. Đấy là một cái cách mà để trị cho cái con trâu đó, trị cho cái con bò đấy nó khỏi ăn hại của người khác. Bởi vì nếu như một cái người mà không trị nó, cứ để cho nó ăn lúa ăn mạ ăn cây cối hoa màu của người khác thì sẽ bị người ta đánh đập, sẽ bị người ta bắt, người ta trách phạt, người ta xử lý, người ta phạt, người ta bắt đền. Thì cũng như vậy, một cái người chăn dắt cái tâm của mình cũng như thế, khi mà nó cứ hướng đến những cái dục sân hận hay là não hại thì là cần phải nôi nó lại,
cần phải lấy cái trí tuệ để đánh nó, để vụt nó, để đuổi nó, không được cho nó khởi lên những cái tâm bất thiện. Thì đấy là cái sự tu tập, nó cũng giống như là một cái người chăn một cái con trâu hay là chăn một cái con bò cũng như thế. Đấy là một cái cách tu tập, và cái người nào biết tu tập thì dùng những cái hình ảnh ví dụ như vậy, người đấy sẽ hiểu ra cái sự tu tập là như vậy, cái sự tu tâm là như vậy. Phải hướng vào nội tâm, tâm mình có tham phải biết, tâm mình đang có tham, tham này là nguy hại, rồi cần phải xua đuổi nó, cái tâm tham đấy đi, thì nó sẽ có ni tham nó khởi lên. Cái tâm mình có sân hận, mình phải biết, tâm mình đang sân hận, thì mình cần phải biết cách nôi nó ra khỏi cái sân hận đấy, mình cần phải xua đuổi nó ra khỏi cái sân hận đấy, ngăn chặn nó không để cho nó khởi đến sân hận. Cái tâm mình có não hại như vậy, mình cần phải nhận ra, tâm mình đang có não hại, có những cái ác ý này, nó đem đến hại mình, hại người, hại cả ai, thì mình cần phải nôi nó ra, không được để cho nó khởi lên nữa. Giống như một cái đứa trẻ chăn trâu thì nó cũng phải làm như thế thôi. Thì Đức Phật dạy chư tỳ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như vậy, khi ni dục tầm khởi lên, ta tuệ chi như vậy, ni dục tầm này khởi lên nơi ta, ni dục lập này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, giữ không dự phần vào viền não và đi đến niết bàn. Chư tỳ kheo, nếu ban đêm ta suy tư quan sát về ni dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Chư tỳ kheo, nếu ban ngày suy tư quan sát về ni dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Chư tỳ kheo, nếu ban đêm ban ngày ta suy tư quan sát về ni dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Và ta suy tư quan sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động, khi tâm bị dao động thì rất khó được định tĩnh. Rồi tự nội thân ta chấn an tâm, chấn tĩnh tâm, khiến tâm được nhất tâm và thành được định tĩnh. Đấy là một cái người mình có thể canh chừng được cái tâm, không được cho cái dục tầm ấy nó khởi lên. Bất cứ mình có thể canh chừng được suốt ngày suốt đêm, mà canh chừng được nó bằng cách nào? Tức là người ta có thể canh chừng mà để cho cái suy luôn luôn suy xét đến cái bất thiện, cái bất nợ, cái nguy hiểm của cái tâm tham dục đấy, thì có thể làm được, có thể làm được liên tục 1 tiếng 2 tiếng. Hoặc là có những người người ta rất là chăm chỉ tu tập bằng cái cách là người ta siêng năng lễ Phật, siêng năng tụng kinh, siêng năng nghe pháp, suốt ngày lễ Phật tụng kinh nghe pháp như thế. Hoặc là siêng năng đi thiền hành, chăm chú quan sát cái tâm, đối trị, suy xét đến những cái nguy hiểm của cái tâm tham dục để cho nó khỏi khởi lên. Điều đấy có thể là làm được, không đáng sợ hãi, không phải vì cái nhân duyên đấy mà sinh ra sợ hãi. Tức là cái điều đó có thể làm được, nhưng mà làm được nó cũng có mức độ, có giới hạn thôi. Đến một lúc nào đó nó cũng sẽ mệt mỏi. Dù mình có cứ đi đi lại lại suốt ngày cứ thế, cứ canh chừng, cứ quan sát cái tâm như thế để gìn giữ cái tâm thanh tịnh, để đoạn bỏ cái tâm tham dục này, nó có thể ni dục được 1 ngày 1 đêm, 10 ngày 10 đêm, có thể mình cũng có thể làm được. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình sẽ bị đuối sức vì cái sự suy xét như vậy, vì cái sự mà mình cố gắng quan sát như vậy, nó sẽ có lúc nó mệt mỏi, có cái lúc mà nó kiệt quệ, có lúc không thể nào làm được nữa. Và lúc đấy thì tâm của mình sẽ trở nên rất là tán loạn do cái sự suy tư quan sát đó quá nhiều, quá lâu. Thì nó cũng sẽ rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi và sẽ bị kiệt sức. Không thể nào, đấy cũng chưa phải là cái cách cứu cánh, đấy vẫn chưa phải là một cái cách tốt nhất để có thể đi đến cái sự ni dục này lâu dài. Và sẽ còn có những cái cách có thể đi được đến cái sự ni dục lâu dài, đạt được cái sự an ổn hơn, không mệt mỏi, mà mình có thể vẫn có thể đạt được cái sự ni dục, ni sân và ni hại tầm này. Thì lúc này Đức Phật đã trước chư tỳ kheo, nội thân ta chấn an tâm, chấn tĩnh tâm, và lúc đấy tự mình lại phải chấn tĩnh cái tâm lại, khiến được nhất tâm, khiến trở thành định tĩnh. Thì cái lúc đấy cái sự suy xét về cái dục tầm, sân tầm, hại tầm này nó mệt mỏi rồi, thì lúc đấy mình cần phải chấn an cái tâm lại, đó là bằng cách chế ngự tâm, bằng cách hàng phục tâm, bằng cái cách chú tâm ở một cái pháp thiền, bằng cái chú tâm ở một cái đối tượng, để cho tâm nó khỏi bị năng sang nữa, nó khỏi suy xét, suy tư nhiều nữa.
thì sẽ đạt được cái định tinh. Vì để tâm ta khỏi dao động, chư tỳ kheo, ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như vậy, và khi vô sân tầm cũng sẽ khởi nên, vô hại tầm khởi nên, ta tuệ chi như vậy. Vô hại tầm này không đưa đến tự hại, đưa đến hại mình, đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tầm tăng trưởng trí tuệ và đi đến niết bàn. Và khi quan sát quá lâu như vậy thì những cái tâm nó cũng sẽ mệt mỏi. Và cái lúc đấy Đức Phật dạy là chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo suy tư quan sát nhiều về ni dục tầm, vị ấy từ bỏ được dục tầm. Khi đã đặt nặng về ni dục tầm, tâm vị ấy có khuynh hướng về ni dục tầm. Tỳ kheo, nếu tỳ kheo suy tư quan sát nhiều về vô sân tầm, hay có suy tư quan sát về hại tầm, vị ấy từ bỏ hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về bất hại tầm, thời vị ấy có khuynh hướng tâm về bất hại tầm. Chư tỳ kheo, ví như vào cuối mùa hè, khi tất cả lúa gạo đã được cất vào kho thóc, một người mục đồng chăn dắt con bò. Khi người mục đồng ấy ở dưới gốc cây hay ở ngoài trời, người ấy có thể nghĩ đến có việc cần phải làm, và người ấy nghĩ đây là những con bò. Chư tỳ kheo cũng vậy, có việc cần phải làm, ta nghĩ đây là những pháp. Thì khi mà một cái tâm mà nó được định tĩnh rồi thì cái vị đấy có thể ngồi nghỉ ngơi được. Tức là nếu như mà một cái người mà chú tâm làm cho cái tâm nó định tĩnh vào một cái pháp thiền nào đấy, thì cái người đấy có thể ngồi nghỉ ngơi mà không còn phải suy xét, không còn phải chăn dắt, không cần phải canh chừng một cách khổ sở như cái lúc mà cái vị đó chưa có cái tâm định tĩnh. Nếu như một cái người nào chưa có cái tâm định tĩnh mà mình cố gắng chế ngự tâm, đè nén tâm, suy sẽ canh chừng để cho cái tâm nó khỏi khởi nên những cái tâm dục tầm, sân tầm, hại tầm đấy, thì cái người đấy sẽ rất là mệt mỏi. Mình cứ nơ nà ra một cái, mình cứ cần hơi sao nhãng đi một tí thì dục tầm, sân tầm, hại tầm nó lại khởi nên liền. Nhưng mà nếu như một cái người đấy làm cho cái tâm của mình nó định tĩnh, là mình có thể chú vào một cái pháp thiền nào đấy, thì mình có thể an chú nghỉ ngơi ở trong đó suốt cả ngày. Mình có thể chú ở trong cái đề mục thiền đó 1 tiếng, 2 tiếng, cho đến 3, 4 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng, 1 ngày, 1 đêm, 2 ngày, 2 đêm. Thậm chí khi xả tiền ra rồi mà mình còn giữ được cái sự hộ trì các căn, có cái phòng hộ các căn, thì những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm ấy nó cũng sẽ không khởi lên. Đấy là một cái lợi nào, một cái lợi ích nữa, mà một cái cách mà có thể ni dục, ni sân và ni hại tầm ở một cái mức độ cao hơn nữa. Đó là cái người đấy phải làm cho tâm của mình được định tĩnh, tức là phải thực hành các cái pháp thiền trì, thiền thực hành các cái pháp thiền, thì nó mới đè nén được cái dục tầm, sân tầm, hại tầm này ở một cái mức độ còn cao hơn như thế rất là nhiều lần. Thì đó là sẽ khi mà cái người đấy chú ở trong cái tâm được định tĩnh như thế, nó cũng ni dục tầm, ni sân tầm, ni hại tầm, và khi vị ấy xả ra cái thiền định đấy, vị ấy vẫn có thể tiếp tục thực hành thêm những cái pháp lại cao thượng hơn nữa, để đi đến cái sự đoạn trừ các cái tham dục đấy, đoạn trừ sân hận đấy, đoạn trừ những cái não hại đấy, làm cho nó không thể nào khởi lên ở trong tương lai nữa. Đấy là cái thù thắng hơn là nếu như mình chỉ có ngồi mà suy xét về cái nguy hiểm của dục, của sân, của hại tầm như thế, thậm chí mình mệt mỏi mà mình sao nhãng đi một tí nó lại khởi lên. Còn nếu như một cái người mà mình có thể chú tâm vào một cái pháp thiền định, mình đạt được cái sự nhất tâm rồi, mình có thể chú tâm ở trong đấy, thì khi mình đạt được định rồi, mình sẽ lại còn phát triển được những cái tâm thanh tịnh còn cao hơn thế, ở một cái mức độ cao hơn thế rất nhiều nữa. Thì đấy là Đức Phật giải tiếp: chư tỳ kheo, ta phát tâm dõng mãnh, tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không tán loạn, được an trú, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Chư tỳ kheo, ta ni dục ni ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ nục, hỷ nạc do ni dục sanh, có tầm có tứ. Diệt tầm tứ, ta chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ nạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ni hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cận thân cảm sự nạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm nạc chú, ta chứng và an trú thiền thứ ba. Xả nạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không nạc, xả niệm thanh tịnh. Thì đây là cái cách mà một cái người trước khi mình ngồi thiền ấy, thì mình hãy suy xét đến những cái
nguy hiểm của dục tầm, sân tầm và hại tầm này một chút thôi, mình chỉ cần suy xét thôi. À, tham dục này đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai. Mình sẽ xua đuổi những cái tham dục. Tham dục này sẽ làm cho tăng trưởng phiền não, không đi đến niết bàn. Còn nếu như mà mình muốn được cái sự an vui nội lạc cho mình, cho người, nội lạc cho cả hai, tăng trưởng trí tuệ và đi đến niết bàn, mình cần phải xa lìa tham dục. Sân hận cũng thế và não hại cũng thế, mình cần suy xét như vậy một chút xíu để làm cho những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm này nó bớt đi một tí, để cho tâm mình nó hướng về một cái pháp thiền đấy, một cái pháp thiền mà mình đang thực hành, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp này, niệm hơi thở vào ra, hay là một cái pháp thiền gì bất kể mà mình đang thực hành đó. Thì khi mà không bị quấy nhiễu về dục tầm, sân tầm và hại tầm này nữa, thì sẽ tâm sẽ được định tĩnh và có thể ni dục, ni bất thiện pháp chứng vào một cái tầng thiền thứ nhất, an trú ở cái tầng thiền đấy cho nó vững vàng thuần thục đi, rồi mình loại bỏ tầm tứ và lên cái tầng thiền thứ hai, ni hỉ chú xả lên thiền thứ ba, xả nạc xả cổ diệt thì ưu cảm thọ trước, và có thể chứng đến tứ thiền. Đây là một cái cách tu tập mà mình có thể đạt đến tứ thiền. Nhưng mà một cái người mà tu tập mình không lười, mình không suy xét đến những nguy hiểm của dục tầm, xâm tầm, hạ tầm ấy, thì sẽ bị nó chi phối, bị nó xen kẽ vào trong những cái chánh niệm của mình, làm cho những cái tạp niệm đó nó khởi lên và làm cho cái chánh niệm nó yếu ớt nên không đắc định được. Còn nếu như mình thường xuyên quan sát đến cái nguy hiểm của cái dục, cái sân và cái hại tầm này, thì trong cái lúc mình ngồi đấy mình sẽ bớt được những cái vọng tưởng, và cái chánh niệm nó được duy trì liên tục, nó sung mãn mạnh mẽ, nó thành tựu được chánh định. Cái chánh định đấy nó vào cận định, vào an chỉ định, và mình có thể chứng được các tầng thiền, tứ thiền như vậy. Thì đây là cái pháp mà Đức Phật dạy một cái người thực hành thiền. Và cái pháp này có thể rất ứng dụng, rất là hữu hiệu, rất là thiết thực cho những ai mà mình đang thực hành cái pháp thiền chỉ quán, thì để mình thành tựu được cái pháp thiền thiền định này, thiền chỉ này, sau đó mình sẽ phát thiền thiền quán. Thì đây là rõ ràng và là trong pháp Đức Phật, lời dạy của Đức Phật là dạy tu tập là chứng các cái pháp thiền định này, chứ có phải là Đức Phật không dạy về thiền định đâu. Mà rất là nhiều người nói là Đức Phật không dạy thiền định, những điều sai. Thì đấy là khi mà vào được tứ thiền rồi thì vị ấy thì lại vẫn còn tiếp tục và tu tập và phát triển những cái pháp thắng trí cao thượng hơn nữa. Với tâm định tĩnh như vậy, tỷ kheo ấy, chư tỷ kheo đó là minh thứ ba đã đạt được cuối, đã đạt được cuối đêm canh thứ ba, vô minh được đoạn trừ, minh sanh khởi, bóng tối được đoạn trừ, ánh sáng sanh khởi, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Đây là Đức Phật nói là nhờ cái sự tu tập đấy mà đạt cái sự tu tập để ni dục tầm, ni sân tầm, ni hại tầm đấy mà đạt được các cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi với tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhiên vững chắc bất động ấy, Đức Phật hướng tâm về các cái đời sống quá khứ. Thế lúc đấy là vị Bồ Tát, ngài chưa thành Phật, ngài hướng tâm về những đời sống quá khứ, cũng với cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy, ngài có thể thấy cái sự sinh tử của các chúng sinh, thế là ngài chứng được túc mạng minh, thiên nhãn minh. Rồi với cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy, ngài mới quan sát đến cái sự chấm dứt cái sinh tử của chúng sinh, quán cái pháp duyên khởi và đoạn trừ được vô minh. Cho nên là vô minh diệt, minh sanh, như bóng tối diệt thì ánh sáng sinh. Thì lúc đấy đạt được đến minh thứ ba là lậu tận minh, đoạn trừ tất cả các cái phiền não, không còn dư tả. Và đấy là nhờ cái sự sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, thực hành cái pháp thiền như vậy. Trước khi hành thiền là mình phải gột rửa được những cái ba cái dục tầm, sân tầm, hại tầm ấy, thì sẽ thành tựu được cái tâm định tĩnh, sau đó phát triển dần dần lên. Và như Đức Phật, đấy là cái kinh nghiệm tu tập của Đức Phật để trở thành một vị Phật từ lúc mà ngài đang thực hành Bồ Tát cho đến khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Rồi Đức Phật giải tiếp, chư tỳ kheo, giống như trong một khu rừng rậm rạp có một hồ nước lớn thâm sâu, một đoàn nai lớn sống gần một bên. Có một người đến không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an lạc. Không muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, đưa đến hỷ lạc, người ấy sẽ chất đóng cái con đường đấy lại, mở ra một cái con đường nguy hiểm, đặt con mồi đực, sẽ đặt con mồi cái. Chư tỳ kheo,
Như vậy sau một thời gian đoàn nai lớn ấy gặp ách nạn và hao mòn dần. Và chư tỳ kheo có một người đến muốn cho đoàn nai ấy được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi các nạn ách. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, người ấy sẽ mở ra con đường này, sẽ đóng con đường nguy hiểm lại, sẽ đem lại con mồi đực đi và sẽ hủy bỏ con mồi cái. Chư tỳ kheo, như vậy đoàn nai lớn ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng, hưng thịnh và thành mãn. Đây là cái cách mà Đức Phật nói rằng là trên đời nó có hai con đường, có hai con đường để đi. Một là con đường đi nó đầy rẫy những cái cạm bẫy, những cái sự nguy hiểm. Đó là một cái con người mà đang đi vào cái con đường tham dục, chạy theo tham dục, ưa thích những cái dục lạc ở thế gian. Thì là cái người đấy giống như là một cái người đấy, cái người bản thân cái người đấy giống như một cái con nai ngơ ngác. Cái con nai không biết rằng bẫy đang đặt ở trước, cái con nai đực nó đang đi lang thang, cái người bẫy kia người ta đem con nai cái đến, nó đứng ở đằng xa nó kêu be be, nhưng mà đằng trước là một cái bẫy rất là nguy hiểm, và con nai đực thấy con nai cái dễ thương quá đi lại gần, thì vừa lại đến nơi thì sập bẫy và sẽ bị cái người thợ săn đó đem về mổ xẻ ra ăn hết, từ tim gan cho đến ruột gan phèo phổi sẽ bị biến thành thức ăn. Cũng như thế, nếu mà một cái người nào mà chạy theo cái dục tham, chạy theo cái sắc đẹp, như một cái người nam nhìn thấy người nữ xinh đẹp khả ái, chạy theo rồi là tán tỉnh ve vãn, rồi là cưới cho bằng được về, rồi sau đó thì sống với nhau rồi để khổ đau bất tận sinh ra, rồi là cứ cái sự luyến ái cuốn quýt lấy cái già cái bệnh cái chết này, lại tham ái dính mắc cái già cái bệnh cái chết, lại sinh ra cái già cái bệnh cái chết khác, lại cứ cuốn quýt với nhau này, cứ trói buộc lẫn nhau này, cứ làm khổ lẫn nhau, rồi là cứ đi luân hồi sinh tử hết kiếp này sang kiếp khác với nhau. Thì đấy là chạy theo về sắc đẹp cũng khổ, chạy theo về danh vọng cũng khổ, địa vị cũng khổ, tài sản cũng khổ. Thì tất cả những cái dục tham ở trên cuộc đời này nó giống như là một cái bẫy mồi vậy, nó cũng giống như là một cái người câu cá, người ta thả một cái miếng mồi thơm ngon xuống dưới ao, nhưng mà trong cái miếng mồi đấy nó có cái móc câu. Thế là cái con cá nào mà tham lam là con cá đến đớp mồi sẽ bị giật lên, và rồi cái con cá đấy sẽ bị chết. Thì cũng như thế, cái người nào mà chạy theo dục tham là cái người đấy đang đi vào cái con đường tà đạo. Thế cái người nào chạy theo sân hận và ác ý là người đấy đang đi vào cái con đường tà. Cái con đường đấy là cái con đường khổ đau bất tận luân hồi tái sinh. Còn cái con đường nào mà mở ra một cái sự ni dục, một cái sự vô sân, một cái sự bất hại, tức là nếu như mà cái trong cái tâm của mình nó đạt đến cái sự ni dục, không chạy theo tham dục, không có khởi nên sân hận, không khởi nên ác ý với ai, thì đó mới là con đường chánh đạo. Vậy thì bây giờ trên đời này có những cái pháp môn tu tập của rất là nhiều những cái đạo giáo, của rất là nhiều những cái môn phái, của rất là nhiều những cái vị thầy giảng dạy những cái pháp môn tu tập khác nhau. Thế thì căn cứ vào đâu để mình biết được đâu là chánh, đâu là tà, con đường nào nên đi, con đường nào mình nên tránh xa, con đường nào mình nên đi, cái con đường nào mình không nên đi, con đường nào nguy hiểm, con đường nào an toàn. Thì mình đi trên con đường nào mình thấy rằng là mình có cái sự ni dục, có cái sự ni sân và không có cái ác ý hãm hại, thì đấy là con đường chân chánh, đấy là con đường an ổn, đấy là con đường an toàn. Còn nếu như mà đi trên con đường nào mình thấy rằng chỉ tăng thêm cái tham dục, chỉ tăng thêm cái ngã mạn, chỉ tăng thêm cái sự sân hận, chỉ tăng thêm cái ác ý, thì sẽ đấy là cái con đường tà, đấy là cái con đường nguy hiểm, đấy là cái con đường của có nhiều cái cạm bẫy trong gai mà nó đang rình rập, nó đang và mình sẽ bị nguy gặp nhiều những cái sự nguy hại ở hiện tại và trong tương lai. Giống như là một cái người mà có cái ác ý muốn bẫy một cái đàn nai. Cũng như vậy ở trên đời có những cái Đức Phật thì là một cái người muốn giải cứu chúng sinh ra khỏi cái khổ đau sinh tử, nhưng ác ma lại là một cái chúng sinh, là một cái người mà muốn cho chúng sinh chìm đắm ở trong luân hồi sinh tử. Cho nên là ác ma dùng nhiều cái cách để dụ dỗ con người ta đi vào con tham dục, đi vào sân hận, đi vào não hại. Còn Đức Phật vì muốn cái sự hạnh phúc an ổn cho chúng sinh, cho nên là dạy cho chúng sinh cái cách gọi là đoạn trừ cái tham dục, ni sân và ni hại. Nếu một cái người nào không khởi nên tham dục, không khởi nên sân hận, không khởi nên não hại,
thì sẽ làm cho ác ma mù mắt, ác ma sẽ không dụ dỗ được, ác ma sẽ không làm hại được, không cản trở được cái con đường tu tập của người đó. Còn nếu như cái con nếu như cái người nào tu tập mình cứ khởi lên tham dục, mình cứ khởi lên sân hận, cứ khởi lên ác ý, thì mình sẽ rơi vào cái bẫy mồi của ác ma, giống như là những cái con nai ngơ ngác sẽ rơi vào cái bẫy mồi của cái người thợ săn, và sẽ không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn, sẽ không thoát khỏi cái sự nguy hiểm đối với người thợ săn. Cũng như vậy, cái con đường tu nó sẽ hai cái con đường rõ ràng như vậy. Một người biết cái con đường như thế để biết con đường nào nên đi, con đường nào nên tránh. Đức Phật dạy chư tỳ kheo, ta nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa như sau. Tỳ kheo, hồ nước lớn thâm sâu là chỉ cho các dục, đấy là cái như tham dục. Chư tỳ kheo, đoàn nai lớn là chỉ cho cái chúng sinh hữu tình. Chư tỳ kheo, con người không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn, hỏi các ách nạn, đó là chỉ cho ác ma. Chư tỳ kheo, con đường nguy hiểm chỉ cho các tà đạo có tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư tỳ kheo, con mồi đực là chỉ cho hỷ tham, hỷ và tham. Chư tỳ kheo, con mồi cái là chỉ cho vô minh. Chư tỳ kheo, còn người muốn chúng được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn, khỏi các cái ách nạn là chỉ cho Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, con đường yên ổn an toàn đưa đến hỷ lạc. Con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư tỳ kheo, như vậy là ta mở ra con đường an toàn đưa đến hoan hỷ, ta đóng lại con đường nguy hiểm, ta mang đi con mồi đực và ta hủy bỏ con mồi cái. Chư tỳ kheo, những gì vị đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng cho họ, những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các ngươi. Chư tỳ kheo, đây là gốc cây, đây là các cái chỗ trống, hãy hành thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau, đó là lời giáo huấn của ta. Thì đấy là Đức Phật đã thuyết giảng như vậy, đã chỉ rõ ra cái hai cái con đường như vậy. Đấy là cái con đường đời và cái con đường đạo khác nhau, cái con đường chánh và cái con đường tà nó khác nhau. Nó khác nhau cái gì? Khi mà mình đi trên cái con đường tà, nó chỉ khởi lên tham dục, khởi lên sân hận, và nó làm khởi lên những cái ác ý, những cái não hại mà thôi. Thì đấy là cái con đường nguy hiểm. Còn cái con đường đạo là cái con đường đi đến ni dục, đi đến ni sân và đi đến vô não hại. Thì đấy là cái con đường chánh đạo là thế. Thế nên là cái con đường chánh đạo đấy cần phải đạt được. Đó là khi mà một cái người phải có thực hành thiền. Đức Phật dạy đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống. Hãy hành thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Nếu như mà mình không thực hành các cái pháp, không thực hành về thiền định này, thì không bao giờ mình ni dục được, không bao giờ ni sân được, không bao giờ có thể diệt được não hại, không bao giờ có thể đi được trên cái con đường bát chánh đạo này, mà mình chỉ có đi trên con đường tà đạo thôi. Nên là khi mà mình còn chưa thực hành thiền, mình còn nghĩ là còn phải làm phận sự này, phận sự khác, rồi mình nghĩ là còn phải thành tựu được cái này cái kia, thì lúc đấy mình cứ bị những cái tham dục này nó chi phối, mình không thể nào thoát ra được. Thì vậy nên là cái con đường tối thượng nhất, cái con đường mà có thể đi đến cái sự an ổn, an toàn, đưa đến sự thoát khổ đau nhất, đó là cái sự nỗ lực tinh tấn thực hành các cái pháp thiện để mình sớm đạt được cái sự ni dục, ni các cái bất thiện pháp. Rồi khi chứng vào các tầng thiền rồi, rồi với cái tâm định tĩnh thuần tịnh, siêu nhân vững chắc bất động ấy, thì ấy mình có thể tuệ chi được ra những cái pháp chân đế, rồi mình có thể thấy được những cái pháp duyên khởi, thấy được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó, thì lúc đấy mình mới diệt đi được những cái ảo tưởng vô minh, chấp là nó là thường lạc ngã tịnh, rồi mình mới thấy được cái sự các cái sự thật, đấy là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là cái con đường đưa đến khổ diệt. Thì đấy là nhờ cái sự thực hành về cái pháp thực hành về thiền định, mình sẽ đi được trên cái con đường chánh đạo tám ngày, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngư, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và mình sẽ diệt trừ được cái bát tà đạo, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Đấy là cái con đường mình có thể đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật chỉ chú trọng và nói đến ba cái tầm, đó là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Đấy là sẽ là cái tâm mà nó sẽ thường khởi lên, nhất là cái người mà đang thực hành thiền,
thì cần phải tác ý đến cái sự nguy hiểm của cái dục đấy, dục đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ và không đi đến niết bàn, để cho cái dục tầm đấy nó gạt bỏ cái dục tầm đấy ra. Thì cái sân tầm nó khởi lên mình cũng phải suy xét như thế, hại tầm nó khởi lên suy xét như thế, sau đó mình giữ được cái chánh niệm tỉnh giác và duy trì cái tâm trên cái pháp thiền đó cho đến khi mình chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi cũng từ cái tứ thiền đấy mình mới có thể phát triển được cái chánh trí, phát triển được cái trí tuệ, mới có thể đoạn trừ được cái tham dục đấy, đoạn trừ được cái sân hận đấy, đoạn trừ được cái não hại đấy một cách tuyệt đối, làm cho nó không còn khởi lên nữa, đoạn trừ được cái vô minh. Giống như là bóng tối diệt thì ánh sáng sinh, vô minh diệt thì trí tuệ giác ngộ sẽ bừng sáng, sẽ sinh khởi, mình sẽ chấm dứt khổ đau nhờ cái sự tu tập, đoạn trừ được ba cái tầm bất thiện này, và mình sẽ thành tựu được ba cái tầm thiện, đó là ni dục tầm, vô sân tầm và bất hại tầm. Là cái tâm khi mà mình đã thành tựu được rồi, làm đã đoạn trừ hoàn toàn rồi, để cho cái tham dục sẽ không bao giờ khởi lên được nữa, nhờ có cái sự thực hành cái pháp thiền chỉ quán đó, sân hận ấy không còn khởi lên được nữa, não hại không khởi lên được nữa, nhờ cái sự thực hành cái pháp thiền chỉ quán. Cái người thực hành pháp thiền chỉ quán đấy cũng là người đang thực hành bát chánh đạo. Còn những người nào mà không thực hành thiền chỉ quán ấy, thì sẽ không phát triển được bát chánh đạo, đi đến rốt ráo được, thì sẽ không đi đến niết bàn. Còn những người thực hành thiền chỉ quán và thực hành bát chánh đạo thì sẽ đi đến niết bàn và sẽ chấm dứt khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Kinh Song Tầm thứ 19. Đây là hết cái bài kinh số 19, kinh Song Tầm. Dạ, con đưa thư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, một người không tin vào thuyết luân hồi tái sinh mà thực hành thiền thì có lợi ích gì không ạ? Không tin vào thuyết luân hồi tái sinh nhá. Dạ vâng ạ. Không tin vào thuyết luân hồi tái sinh, chỉ thực hành thiền thì vẫn có lợi ích, nhưng mà để mà đạt được cái kết quả cao thì rất là khó. Nhưng mà người đấy không tin có luân hồi tái sinh thì cái động lực hành thiền nó rất là thấp. Người đấy thì có thể hành thiền mà lại rất là dễ sinh ra những cái mong cầu không chân chánh, như là mong cầu là hành thiền để đạt được sức khỏe, mong cầu hành thiền có thể hành thiền với tâm mê tín, hoặc là mong cầu có được những cái lợi ích như là được phước, được lộc hay là được cái gì đó. Vì không thuyên có luân hồi tái sinh thì sẽ không có cái khuynh hướng, không có cái mục đích là hành thiền để đi đến đoạn trừ phiền não, để đến chấm dứt tham sân si mà. Thì đấy là cái không có lợi ích nhiều. Vì cái tâm chỉ hướng đến cái sự hưởng thụ những cái lợi ích ở trước mắt thôi, mà không nghĩ đến những cái lợi ích lâu dài ở tương lai. Cho nên là cái chánh niệm nó yếu, cái tinh tấn cũng yếu, và cái định nó cũng yếu. Nó vẫn có lợi ích nhưng mà cái lợi ích đó rất là thấp. Đấy là cái lợi lạc rất là thấp. Tức là ngồi thiền nó cũng có thể có được một chút an ổn, một chút hoan hỷ, một chút an vui ở trong tâm. Nhưng mà bảo để đạt được những cái tâm định, tâm sâu thì rất là khó. Với một cái người mà không có niềm tin với cái thuyết tái sinh, thì hành thiền giống như là cái người đấy thực hành cái pháp gọi là dưỡng sinh, giống như là người thực hành khí công, giống như là cái người tập yoga cho khỏe mạnh cái thân. Những người không tin có thuyết tái sinh thì người đấy cũng không có cái khuynh hướng tu tâm, không có cái khuynh hướng là diệt trừ những ô nhiễm ở trong tâm. Khi mà mình phải có niềm tin về phải có tái sinh luân hồi thì cái động lực, cái động cái tâm kinh cảm về cái nỗi khổ trong sinh tử đấy nó mạnh,
nó mới khiến cho cái người đấy có được cái sự tinh tấn, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác nó mới mạnh. Còn nếu như không thuyên thuyết tái sinh thì cái sự nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác nó rất là yếu, rất là thấp. Và cái chú tâm nó rất là hời hợt, hoặc là mạnh quá hoặc yếu quá, nó không có thể quân mình được năm căn. Niềm tin nó chưa được vững chắc, chưa được chuẩn xác. Vì vậy cho nên là cái sự tinh tấn, cái chánh niệm, cái định và cái tuệ nó cũng đều kém hết. Thì đấy là cái người không tin thuyết luân hồi tái sinh, là hành thiền nó sẽ không làm, không thể nào đạt được cái sự nhất tâm tuyệt đối như cái người có niềm tin vào thuyết luân hồi tái sinh được. Cái người mà càng có cái niềm tin sâu, niềm tin mạnh, niềm tin như thật về cái tái sinh luân hồi đấy, thậm chí là không còn cái hoài nghi do dự gì nữa, thì cái sự thực hành thiền rất là nhanh chóng, rất là thành tựu, rất là nhanh, dễ dàng. Còn người niềm tin nó chỉ cần yếu thôi là hành thiền đã khó thành công rồi. Chứ đừng nói đến người không có niềm tin mà hành thiền, thì để mà có được sự thành công thì rất khó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, nhiều người tin rằng có luân hồi tái sinh, vậy tại sao họ vẫn không thực hành thiền ạ? Có người thì tin luân hồi tái sinh thì đúng là có rất là nhiều. Những người nào đã từng nghe Pháp, đã từng học Pháp rồi, thì người đấy đương nhiên là sẽ có niềm tin rằng có luân hồi tái sinh. Thậm chí có những người đã có niềm tin đó rất là nhiều, nhưng mà cũng có thể người đó sẽ không thực hành thiền, bởi vì cái niềm tin có thể nó cũng chưa quá mạnh, nó chưa có một cái sự kinh cảm, một cái động lực gì đó. Tức là khi mà một cái người đó phải có một cái sự kinh cảm, một cái động lực gì đó, ví dụ như người đó thường xuyên tưởng niệm về cái sự chết, suy xét về những cái nỗi khổ ở trong luân hồi tái sinh, có thể là người đó tin rằng có luân hồi tái sinh, và người đó tin rằng là mình biết pháp, mình biết tu tập, mình biết giữ giới, mình biết làm những cái việc phước lành, chắc chắn khi chết mình có luân hồi thì mình cũng sẽ luân hồi về cái cõi nhân gian thiên giới. Tức là cái người đấy có cái sự an tâm rằng còn có những cái cõi lành, còn có những cái cõi hạnh phúc, và cái người đấy có thể là vẫn còn có cái sự là mong muốn được hưởng những cái lạc thú ở cái cõi nhân thiên. Và cho nên là rất là nhiều người tin có luân hồi tái sinh, người đấy lại trở nên rất là tích cực làm phước, rất là tích cực giữ giới, nhưng mà chưa đi đến cái mức độ là mong muốn được tu tâm giải thoát chứng đắc niết bàn. Thì đấy là một cái mức độ của cái người là có niềm tin vào luân hồi tái sinh, nhưng cái sự suy xét về cái luân hồi tái sinh đó nó chưa thâm sâu, chưa sâu sắc. Ví dụ như là vì đó chỉ nghĩ một cách hời hợt, có những cái kiếp quá khứ và có kiếp tương lai, vì đó nghĩ rằng là tương lai mình làm công đức thế này, mình tu tập như thế này, mình tạo nhiều cái thiện nghiệp như thế này thì mình sẽ không rơi vào những cõi khổ đau đâu, nên yên tâm, chắc chắn mình sẽ sinh lại làm người, cũng sẽ được hưởng cái phước giàu sang phú quý, có nhiều cái thành tựu như mong muốn, hay là sinh về cõi thiên giới thành tựu cái này cái kia. Thì đấy là do cái sự suy xét nó chưa quá là thâm sâu. Còn những người có niềm tin mà người ta tin mạnh hơn, người ta suy xét thâm sâu hơn, người ta suy xét rằng là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển, mình đã từng khóc than do mình mất mát tài sản, mất mát người thân, đau khổ vì mình bị hành hạ, là mình đánh đập trên thế gian này, nước mắt mình đã từng đổ xuống cái thế gian này còn nhiều hơn nước ở trong biển. Thì đấy là cái người suy xét như vậy mới thấy nó ghê sợ. Mình thấy rằng là máu mình đã từng đổ ra khi làm trâu bò, húc nhau khi làm người, đi ra chiến trận, chiến tranh, từng đánh nhau, từng chém giết nhau ở ngoài chiến trường còn nhiều hơn vô số như thế. Mình cũng đã từng làm vua ở cõi nhân gian, cũng đã từng làm vua cõi trời, từng làm người hưởng thụ các cái dục lạc rồi, cũng làm từ chư thiên hưởng thụ các lạc thú rồi, cũng từng ở trong địa ngục, từng làm ngã quỷ, từng vào làm súc sinh rồi, từng làm hết các loài này ngoài khác rồi, chẳng còn cái gì trên đời này mình chưa trải qua, mình chưa từng nếm trải hết, còn gì mà phải thèm muốn, còn gì phải khao khát, còn cái gì phải ưa thích cái thế gian này nữa. Thế thì cái người đấy phải có một cái sự suy xét sâu xa hơn, thâm sâu hơn thì mới nhàm chán được cái luân hồi tái sinh. Khi mà có cái sự nhàm chán, một cái sự nhàm chán nó khởi lên một cách mạnh mẽ rồi, thì cái vị đó mới khởi lên cái ý muốn là mong cầu đi tìm một cái con đường nào đó để chấm dứt cái tái sinh này.
Mặc dù vị đó khởi lên cái ý muốn như vậy rồi, nhưng mà vị đó có đủ nhân duyên hay không để mà được, để mà thực hành thiền được nữa. Nhân duyên là vị đó có tìm được một cái chú xứ thích hợp không, đâu phải là ngồi chỗ nào cũng hành thiền được. Một cái chú xứ thích hợp không, có một cái môi trường thích hợp không, có được một cái vị mà sẽ hướng dẫn cho mình cái cách thực hành thiền chân chánh không. Có thể là vị đó cũng mong cầu đi học thiền đó, nhưng mà có thể vị đó sẽ học với những cái pháp thiền không có chân chánh, lại tăng trưởng thêm cái ảo tưởng mê nầm. Những cái vị thầy không có kinh nghiệm chân chánh thì cũng không dẫn dắt đi đến đâu được, những cái môi trường tu tập không thanh tịnh thì nó còn rất là nhiều những cái nhân duyên khiến cho cái vị đó có thể phát khởi lên cái tâm muốn học thiền đã là một chuyện rồi. Nên mà còn đủ những cái điều kiện để cho cái vị đó có thể yên tâm thực hành thiền nữa thì lại là một cái yếu tố thứ hai. Rồi lại là vì đó có thực hành được đúng pháp thiền để thành tựu được thiền không, lại còn là yếu tố thứ ba. Thì đấy là cái để mà có được cái sự, có sự thực hành thiền, không những là ngoài cái vị đó phải có một cái sự kinh cảm về cái sự luân hồi tái sinh, về cái có một cái sự suy xét sâu xa, có được cái sự nhàm chán đối với luân hồi tái sinh đấy, lại còn phải có đủ cái nhân duyên để mà có thể tu tập được hay không nữa. Có thể là vị đó muốn tu tập nhưng còn vướng bận quá nhiều thứ trên đời, vì nó còn quá nhiều cái dây nó đang trói buộc. Rồi có những cái người bây giờ mới giác ngộ ra cái con đường tu đạo này và hiểu ra cái luân hồi tái sinh này, nhưng mà còn vợ con nhà cửa chưa bỏ được, còn cha mẹ, còn người thân, còn nhiều bổn phận trách nhiệm, còn nhiều cái sợi dây nó trói buộc chưa bỏ được, cái người đấy cũng không thực hành được. Vậy nên là mặc dù mình có biết là có luân hồi tái sinh, có cái con đường để chấm dứt luân hồi tái sinh, nhưng mà để mà bước lên được cái con đường tu đạo để mà đoạn trừ được cái luân hồi tái sinh đó, lại cũng cần phải đầy đủ những cái ba la mật, những cái công đức, những cái phước lành nữa mới có thể đi được. Nên là phải có cái nguyện rất là thâm sâu. Nếu mà mình luôn luôn có cái ước nguyện và có cái công đức, khi mình làm cái việc phước gì đó, mình cũng phải ước nguyện là đời đời sinh ra luôn luôn gặp chánh pháp, luôn luôn được tu tập theo chánh pháp, theo giới định tuệ, và có cái ước nguyện là chứng ngộ niết bàn ở hiện tại hoặc là tương lai. Khi cái nguyện đấy nó mạnh mẽ thì nó mới là cái động lực để cho mình có thể dứt bỏ được những cái trói buộc ở trên cuộc đời ấy. Thì mình mới có thể yên tâm, mới có thể chuyên tâm thực hành cái pháp thiền đó. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, pháp hành thiền có thể làm thay đổi tâm lý, tính cách và số phận của con người không ạ? Và sẽ thay đổi như thế nào ạ? Dạ. Pháp hành thiền thay đổi tâm lý, tính cách và số phận con người như thế nào? Pháp hành thiền nó sẽ mỗi ngày mỗi thay đổi cái tâm lý. Ví dụ như một cái người trước kia người ta có cái khuynh hướng là tham dục sân hận đấy, ác ý não hại ấy, năng xăng phóng dật ấy, khen mình chê người, những cái tâm bất thiện ấy, thì sau khi một tu tập một thời gian có cái sự tiến bộ, có cái sự tiến triển đấy, thì dần dần cái người đấy sẽ trở nên khác hẳn, đó là ni dục ni sân, ni tất cả những cái tâm bất thiện đó. Thì những cái tính cách, những cái ví dụ như cái người đấy hay năng xăng hay phóng dật, thì một thời gian cái sự tu tập thì nó đạt cái sự định tĩnh nhất tâm, là cái người đấy sẽ không còn năng xăng phóng dật nữa. Cái người mà chưa tu tập nó sẽ khác với một cái người tu tập. Chỉ cần tu tập mà chuyên tâm hành thiền một thời gian ngắn thôi là thay đổi hoàn toàn, tính cách của người đấy thay đổi hoàn toàn. Đó là cái người đấy sẽ ưa thích độc cư, ưa thích tự yên tĩnh, ưa thích sống ở cái nơi yên tĩnh vắng vẻ. Còn cái lúc mà chưa thực hành thiền thì cái người đấy sẽ ưa thích rộn ràng, ưa thích hội chúng, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích công việc, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống. Còn những người thực hành thiền một thời gian sau thì cái người đấy nó sẽ ngược đi, ngược lại hoàn toàn, không ưa thích hội chúng, ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích cái nơi rộn ràng, không ưa thích cái sự náo nhiệt, không ưa đàn ca múa hát, không ưa đi xem phim kịch, không ưa tụ tập bạn bè, không ưa tất cả những cái gì xô bồ hỗn loạn ở thế gian, không ưa danh vọng chức quyền, không ưa tài sản, những cái hão huyền, rất nhiều cái vị đó sẽ thay đổi. Đấy là cái sự thay đổi về tâm lý, là nó đương nhiên là sẽ trở nên
rất là rõ ràng và nó sẽ thay đổi từng ngày, từng giờ. Nếu cái người đấy có cái sự thay đổi về tâm lý, hay là thay đổi về số phận, thay đổi tính cách, mà thay đổi tâm lý, thay đổi đấy thì tính cách cũng như thế, cũng là tâm lý thôi, cũng là cái người mà có cái tính tánh sân, tánh tham, tánh si, thì một thời gian sau những cái tâm tánh đấy cũng sẽ thay đổi thành người vô sân, vô tham, vô si. Đấy là tính cách cũng sẽ thay đổi rõ ràng, rõ rệt qua từng ngày, từng tháng. Và số phận của một cái người mà tập thiền cũng thay đổi rất nhiều, sẽ có thay đổi. Nếu mà một cái người đấy có cái sự thực hành tu tập một cái thôi là cái số phận cũng sẽ có thay đổi. Nhưng cái người đấy mà khi mà chưa tu tập thì có thể sẽ gặp nhiều những cái điều bất hạnh, những cái điều những cái phiền não, cái khổ đau ở trên cuộc đời. Nếu cái người đấy mà không chuyên tâm hành thiền thì cái người đấy phải bôn ba ở ngoài thế gian. Khi mà bôn ba ở ngoài thế gian thì sẽ gặp muôn ngàn những cái sóng gió, những cái trắc trở, những cái phiền não, những cái sự nênh đênh, cái sự thăng trầm, được mất hơn thua, khen chê yêu ghét, cái vinh nhục, cái thịnh suy ở cuộc đời. Tức là lúc lên voi, lúc xuống chó, tức là cái người đời người ta hay nói câu nôm na như vậy. Thì cái người mà không tu tập nênh đênh ở đời là như thế. Còn cái người mà có cái sự tu tập thì sẽ khác hoàn toàn. Tức là cái người đấy sẽ trở nên trang nghiêm hơn, cái người đấy sẽ có thánh thiện hơn, cái người đấy sẽ đáng là cái bậc để cho mọi người người ta tôn trọng, người ta cung kính, người ta cúng dường. Thì vì cái người đấy sống có cái sự tiểu dục, có cái sự chi túc như vậy, cho nên là không có gieo những cái oan trái với đời. Tức là cái người đấy vì có cái sự tu tập như vậy nên là không gặp những cái kẻ thù nào nó hãm hại, không gặp những ai đến để nịnh bợ mình, hay là để lợi dụng mình, hay lừa dối mình đi vào những cái con đường xấu, làm những cái việc ác xấu thế gian. Thế vì cái sự tu tập nó có cái sự buông xả như vậy, có cái sự tự tại như vậy, có cái sự an ổn, an lành như vậy, và có cái sự đáng kính như vậy, được chư thiên ái kính, được mọi người có tín tâm người ta ái kính. Cái người đấy sẽ đáng để cho mọi người hoan hỉ, tôn trọng, kính lễ, cúng dường như vậy. Thì cái người đấy, cái số phận nó sẽ thay đổi như thế. Và mỗi một ngày, cái sự cao thượng, cái sự tốt đẹp, cái sự an lành nó càng tăng lên mà thôi, chứ nó không có giảm đi. Nếu như cái công đức ấy, cái đạo hạnh ấy nó tăng trưởng, thì những cái điều tốt đẹp nó cũng tăng trưởng, những cái điều bất hạnh nó cũng sẽ giảm bớt đi tối thiểu, tối đa. Thì đấy là cái người có cái sự tu tập thì sẽ gặp những cái điều tốt lành như vậy, chỉ trừ một số người có những cái quả của những cái nghiệp bất thiện nó quá nặng, nó quá lớn, nó đeo bám, nó làm cho cái người đấy mặc dù mình cũng có tu tập, có thể là có chứng đắc, có những người mà tu tập chứng đắc đến những cái thánh đạo, thánh quả rồi, nhưng không phải là vì thế mà không gặp những cái chướng ngại, không gặp những cái tai ương, không gặp những cái nạn ách nhé, vẫn có. Khi trong cái lúc tu tập mà có những người vẫn bị những người ác người ta hãm hại, vẫn bị những cái sự đố kỵ thù hiềm do những cái nghiệp bất thiện của mình đã gieo từ trong quá khứ. Cho nên là đôi khi tu tập mà cũng có những người đang tu tập mà vẫn gặp những cái sự rủi ro bất hạnh, tai nạn nó ập đến. Có người đang ngồi thiền bị rắn nó cắn cái cũng chết, cũng là chuyện có. Có những vị đang nhập định mà rắn nó đến nó cắn một cái, mà đến khi xả định ra một cái là nọc độc xâm nhập toàn thân chết. Có những người đang ngồi thiền bị hổ bồ, bị hổ cắn chết. Có những người vừa tu đắc đạo đi ngoài đường cái gặp con bò nó húc chết. Thì cái đấy là đều là cái quả của những cái nghiệp ở trong quá khứ nó trổ vào cái thời điểm đó. Thì mặc dù là hành thiền nhưng mà vẫn có những cái nghiệp của những cái quả của nghiệp, cái nghiệp dị thục nó chín mùi rồi, nó quá là mạnh, nó vẫn trổ, cho nên là đôi khi mình vẫn gặp những cái nỗi khổ đau. Thì cho nên là khi mà mình tu tập mình gặp những cái nỗi khổ đau, đừng có kêu than là tại sao tôi tu tập mà tôi còn gặp những cái nỗi khổ này, đáng lẽ tôi phải toàn gặp những điều an lành, an vui tuyệt đối chứ. Thì cũng đừng nghĩ như thế, vì nghiệp là bất khả tư nghì, không thể nói trước, không thể nghĩ bàn được. Đức Phật mà còn có những cái quả của nghiệp như vị Đề Bà Đạt Đa, Xô Tảng Đá, còn bị chảy máu chân, rồi là còn bị vu oan giá họa, rồi còn bị mai phục ám sát có nhiều lần, rồi các bậc A-la-hán khác như ngày Mục Kiền Liên vậy cũng còn bị ngoại đạo hay là ám sát.
Rồi là cũng nhiều các bậc A-la-hán cũng bị phỉ báng, cũng bị mắng chửi, cũng bị xua đuổi đánh đập, thì đó cũng là cái quả của những cái nghiệp ở trong quá khứ nó trổ thì vẫn có. Tức là số phận thì thay đổi thì vẫn có thay đổi, nhưng mà không phải là lúc nào cũng gặp những điều tốt đẹp. Còn chỉ trừ những cái người mà mình có quá là nhiều cái thiện nghiệp, cho nên là cái người đấy sẽ không có gặp những cái trắc trở, cái chướng ngại gì thôi. Còn nếu như là mình có những cái ác nghiệp mà đã gieo là nó chín mùi vô lượng kiếp, đến bây giờ nó vẫn có thể trổ quả, và có những lúc mình vẫn gặp những cái khổ đau, thì số phận nói là thay đổi thì nó vẫn có thay đổi, nhưng mà cũng có cái lúc mình hạnh phúc, cũng có lúc mình được an ổn, cũng có lúc vẫn khổ đau. Mình vẫn là cái bị cái nghiệp và quả của nghiệp nó vẫn chi phối, chứ không phải mà đã an toàn tuyệt đối được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, một số người hành thiền một thời gian thì trở nên rất là kiêu mạn, khó tính, thích chỉ trích nói xấu người khác, là do nguyên nhân gì ạ? Hành thiền một thời gian rồi trở nên kiêu mạn, thích chỉ trích nói xấu người khác thì vẫn có. Nhưng như là có một cái người giống đi vào trong rừng tìm nõi cây á, khi mà mới thấy được cái cành lá thì đã tưởng đây là nõi cây, rồi vì đấy sinh ra cái tâm hoan hỷ tự mãn, rồi say mê tham đắm phóng dật, rồi sinh ra cái sự khen mình chê người, thì đấy là sự nên cái sự kiêu mạn thôi. Tức là cái người đó có cái sự tu tập nhưng chưa đến cái sự chưa đi đến cái sự rốt ráo tuyệt đối, chưa đoạn trừ được tham dục, chưa đoạn trừ được sân hận, mặc dù cũng có được một chút kết quả rồi, nhưng mà do chưa đi đến cái đích cuối cùng, cho nên là lúc đấy mình sẽ tự mãn, mình dừng lại ở đấy, và cho nên nó có cái sự hoan hỷ tự mãn phóng dật. Lúc đấy quý vị đó sẽ nhìn thấy là mình đã có hơn nhiều người rồi, vì đó chưa không có nhìn lên những cái bậc cao thượng hơn mình mà luôn nhìn xuống những người thấp kém hơn, à mình đã hơn người này hơn người kia, thế là cái tâm so sánh hơn thua nó sinh ra, và lúc đấy mình đã cảm thấy nó tự mãn, đã cảm thấy say sưa thích thú rồi, cho nên là cái người đấy sẽ dừng lại ở đấy. Và lúc nào cái người nào hài lòng tự mãn với thành quả của mình thì lúc đấy sẽ sinh ra ngã mạn thôi, sẽ sinh ra kiêu căng, sẽ sinh ra khen mình chê người, vì mình say sưa tham đắm phóng dật với cái cành lá mình tưởng đó là nõi cây. Giống như là một cái người bắt đầu tu tập, cái người đấy chỉ cần có được giữ giới thôi nhá, người đấy thậm chí là chưa hành thiền, người đấy chỉ là ta giữ được một số những cái giới đức, và vì đó nhìn thấy những cái người khác không giữ giới thì vị đấy đã tự nhiên đã khen mình chê người rồi, thì cái sự khen mình chê người đấy nó sẽ khiến cho cái vị đấy không tu tập được những pháp cao hơn nữa, và chỉ dừng lại ở đấy, rồi từ từ nó thối đọa xuống. Nếu như vị đó mà chưa chứng được các cái đạo quả thì nó sẽ thối thất dần dần, từ cái người đó lúc đầu có thể là giữ giới thanh tịnh, về sau lại ô nhiễm, về sau lại trở thành người phá giới. Vậy nên là cái người nào mà tự mãn thì cái người đấy hay có cái sự ngã mạn, tham đắm phóng dật, khen mình chê người ấy. Thì cái người đấy mà cái người mới tu tập mà đã có cái tâm lý đấy thì một thời gian đấy người đấy thường thường sẽ bỏ đạo, sẽ bỏ cái con đường tu, bỏ dở dang và lại quay trở về sống cái đời sống hưởng thụ dục lạc như một cái người thế tục bình thường. Đấy là cái trường hợp một cái người hay khen mình chê người, nó làm cho cái người đấy bị tổn hại cái công đức rất là nhiều. Hay là có những người bắt đầu đắc được các cái tầng thiền, hoặc là bắt được một cái mức định nào đấy, có thể là vì đấy tu tập đắc được một chút định, có được chút ánh sáng, có quang tướng rồi, thì đó có thể sinh ra cái ảo tưởng nghĩ rằng à mình đã đắc các tầng thiền, mình đã đắc các thần thông đạo quả rồi. Thì đấy, cái nguyên nhân có thể là vị đó bị mê lầm do cái sự ngộ nhận, có vị đó chưa đạt được những cái pháp chân thật, mà vị đó tưởng mình đã đạt được những pháp rất là cao siêu, cho nên mới sinh ra cái ảo tưởng, mới sinh ra cái ngã mạn, rồi vị đó say sưa tham đắm vào trong cái ảo tưởng đấy, rồi vị đó cũng khen mình chê người, thì vị đấy cũng sẽ ngã mạn, cũng sẽ kiêu căng, cũng sẽ có nhiều những cái tâm cống cao ngã mạn nó khởi lên, thì đấy cũng là một trường hợp. Rồi cái dần dần cái người đấy sẽ suy thoái dần dần, tức là cái đạo đức sẽ dần dần suy yếu đi, rồi là
những cái tâm linh nó cứ suy yếu dần dần, rồi dần dần vị đấy cũng tổn hại công đức, tổn hại phước lành. Nếu như vị đó không biết, không nhận ra điều đó thì càng ngày nó càng suy sụp về tinh thần, rồi những cái phiền não nó tăng lên, khiến cho những cái người ở xung quanh người đó rất là khó chịu, rất là ức chế, rồi xa nìa cái vị đó, rồi cái vị đó sẽ trở nên dần dần lại trở nên phiền não, bắt đầu nó lại khởi lên, nó lại tăng trưởng mạnh mẽ lên, và lúc đấy dần dần vị đó sẽ thối đọa dần dần. Hoặc là có những cái người vậy, vị đó đắc được những cái pháp thiền định, có thể đắc được các cái pháp thiền sơ thiền, nhị tam tứ thiền, rồi vị đấy nghĩ rồi lại đưa ra so sánh mình với người khác, à mình có thiền đắc được các tầng thiền, người kia không đắc thiền, bắt đầu sinh ra cái so sánh, như vậy là bắt đầu sinh ra ngã mạn, khen mình chê người. Thì cứ cái người nào mà có cái tâm tham đắm ngã mạn như vậy thì cái pháp thượng nhân của cái vị đó nó không tiến triển thêm được nữa, vị đó chỉ có dừng lại ở đấy thôi, vì nó không có thể tiến hóa cao hơn được, không thành tựu được những pháp cao quý hơn. Mà cái sự tham đắm ngã mạn đó nó mà quá lớn thì vị đó sẽ thối đoạn dần dần, còn nếu như nó ở mức vừa vừa thì vị đó dừng lại ở đấy. Còn nếu lúc nào đó vị đó nhận ra được rằng là cái pháp mình đạt được cái này chưa rốt ráo, mình cần phải nỗ lực, cần phải cố gắng hơn, cần phải tinh tấn hơn, thì lúc đấy cái vị đó lại sẽ bỏ được cái sự ngã mạn, cái khen mình chê người đó, thì vị đó lại tiến bộ tiếp, tiến hóa tiếp, cho đến khi nào mà một cái vị đấy đạt đến cái sự tri kiến thanh tịnh hoàn toàn, tức là phải thực hành cái thiền chỉ quán, cho đến khi mà vị đó giác ngộ được những cái chân lý, đoạn trừ đi được những cái dục tham, đoạn trừ được sân hận, đoạn trừ được những cái não hại tà kiến đó một cách hoàn toàn rồi, làm cho những cái tâm đấy nó không sinh khởi lên được nữa, thì lúc đấy mới an toàn tuyệt đối. Cho nên là Đức Phật vẫn dạy là dù có một cái vị đấy trở thành một cái bậc thánh hữu học thì vị đó vẫn là còn đang trên cái con đường tu học, vị đó còn phải nỗ lực tu tập tiếp, chứ chưa phải là vị đó đã có thể tự mãn được. Cho đến khi nào vị đó trở thành một cái bậc vô học cơ thì lúc đấy vị đó mới là cái người không còn việc gì phải làm nữa, thì đến lúc đấy vị đó cũng sẽ không khởi lên những cái tự mãn nữa, những cái sự khen mình chê người nữa. Vậy thì một cái người mà thực sự chưa chứng đắc đến những cái đạo quả tuyệt đối như là nậu tận thì sẽ còn những cái phiền não, những cái sự ngã mạn, những cái sự khen mình chê người thì nó sẽ ít hoặc nhiều nó sẽ khởi lên như vậy. Còn khi nào mà tu tập đạt đến cái sự rốt ráo rồi cơ thì vì đó mới không còn khởi lên được những cái phiền não đó nữa. Thì vì vậy nên là trên đường tu, vì có nhiều cái mức độ tu khác nhau, cao thấp khác nhau, nên là vẫn có những cái người khởi lên những cái tâm cống cao ngã mạn khác nhau như thế. Thì đó là cái chuyện rất là thường tình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Liệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, một người Phật tử tại gia thì nên tu tập như thế nào để lễ hòa nhập với xã hội mà vẫn giữ được tâm trong sạch, không bị nhiễm những pháp bất thiện ở đời ạ? Là Phật tử tại gia tu tập thế nào để hòa nhập với xã hội mà vẫn giữ được tâm thanh tịnh, không bị đắm nhiễm đời? Hơi khó cho một người Phật tử tại gia mà vừa muốn phát triển về tâm linh lại vừa muốn phát triển về cái đời sống thế tục, đời sống thế gian. Thường thường là thế, khi mà tu tập, nếu mà mình chỉ tu tập tạo phước thôi cái đời sống của người tại gia nó sẽ càng ngày càng tiến triển. Nhưng mà để mà tu tâm đối với một người tại gia thì nó mới khó. Còn tu tập thì có nhiều cái mức độ khác nhau. Như là người Phật tử tại gia, người đấy siêng năng lễ Phật này, nghe pháp này, bố thí trì giới, thì những cái pháp đấy nó sẽ làm tăng trưởng những công đức, làm tăng trưởng những cái phước lành, thì tăng trưởng lên những cái trí tuệ, làm tăng trưởng lên trí tuệ, công đức, phước lành, do mình nhờ có cái tâm, có cái niềm tin. Rồi mình có cái tâm cung kính đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng này, thọ trì tam quy ngũ giới này, tu tập vào những ngày bát quan trai giới này, giữ giới như vậy, làm những cái việc phước lành, vun bồi những cái công đức phước lành là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng luôn luôn có cái ước nguyện chứng ngộ Niết Bàn, thì nó sẽ làm cho mình không có bị ô nhiễm, không có tham đắm say sưa, ưa thích đối với những dục lạc ở thế gian.
người ở tại gia ở thế gian mà không có cái nguyện chứng niết bàn, không có cái khuynh hướng về niết bàn, không có cái ước nguyện về chấm dứt khổ đau, thì sẽ hay say sưa đắm nhiễm đối với lại các cái dục ở thế gian, các cái dục nào ở thế gian. Còn thực hành như thế nào, tu tập như thế nào để hài hòa được với mọi người trong xã hội, thì phải tu tập về tứ vô lượng tâm, tức là mỗi phải hành dành ra những cái thời gian trong ngày để thực hành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì mình sẽ hòa nhập được với xã hội, với mọi người, không có sinh ra những cái mâu thuẫn, không có sinh ra cái sự mất đoàn kết, không có sinh ra cái sự căng thẳng đối với mọi người xung quanh, với những cái người người ta không biết tu tập, người ta không có thiện cảm đối với những người tu tập. Vậy thì những người tu tập phải có cái tâm từ bi hỷ xả, sẽ thực hành cái thiền tâm từ, nhắm mắt mình hình dung đến mọi người xung quanh, tác ý khởi nên cái điều nào mong cho những người này được an vui, thoát khỏi nỗi khổ về thân, thoát khỏi những nỗi khổ về tâm, thoát khỏi những cái nguy hiểm trong cuộc đời. Thì cứ tác ý là mong cho họ thoát những nguy hiểm trong cuộc đời, thoát, mong cho họ thoát khỏi những hiểm nguy. Vậy nên là luôn luôn nhìn vào cái mặt tốt của mọi người, mình không nghĩ mọi người là người xấu, mà trong ý nghĩ của mình mọi người xung quanh là người tốt. Thì cái ý nghĩ như vậy nên là mình dễ hòa nhập với mọi người, không có xa lánh mọi người, thì mình yêu quý mọi người, mọi người sẽ yêu quý mình. Đấy là một cái tác ý thứ nhất, cái thực hành thiền tâm từ, thực hành thiền tâm bi, là mình hướng đến những cái nỗi khổ của mọi người. Thì người nào cũng có nỗi khổ về thân, nỗi khổ về tâm, nỗi khổ về luân hồi sinh tử. Tác ý là cầu mong cho họ thoát khỏi những nỗi khổ đau, mong cho họ thoát khỏi những nỗi khổ đau. Thì với cái tác ý như vậy thì nó không có cái tâm ác ý, không có cái tâm não hại, hiểm hận, ác ý với ai hết. Thì mình thấy ai cũng là một chúng sinh khổ đau, cho nên là nếu như người ta có khổ đau, người ta có xúc phạm đến mình một tí thì mình cũng không chấp. Giống như là một cái người mà người ta trong cái lúc mà người ta đang gặp những cái hoạn nạn, trong cái lúc mà người ta đang gặp những cái nạn, những cái sự gì đó nguy hiểm, người ta khổ đau, người ta mất tinh thần, người ta na ó, người ta gào thét, rồi người ta mắng mỏ mọi người, giống như một cái người sắp chết ấy, một cái người mà người ta gặp một cái chuyện gì đó mà người ta sắp chết rồi, lúc đó người ta điên cuồng dữ dội nên người ta nhìn thấy ai người ta cũng mắng nhiếc. Thế thì cái người có cái tâm rộng lượng thì cái người đấy thấy rằng là cái người này đang đau khổ, cho nên là người ta na ó, người ta mắng mỏ mọi người, cho nên người ta không chấp với những cái người đang đau khổ đấy. Thì một cái người mà mình luôn luôn thấy mọi người trên cuộc đời này là vui ít khổ nhiều, người ta đang sống, tức là sống ở trong cái khổ mà người ta không biết. Ví dụ có những người người ta đang hưởng thụ những cái dục lạc ở trên thế gian mà người ta tưởng đó là hạnh phúc, nhưng mà một cái người có trí thấy là người ta đang khổ đau, người ta đang khổ đau với những cái mà người ta đang có, những cái tài sản mà người ta đang có. Với cái người không có trí thì nghĩ là người kia hạnh phúc thế, nhiều tài sản thế, nhưng người có trí nghĩ là người này đang khổ đau với cái tài sản đấy. Người nào có danh vọng, người trí thì sẽ nghĩ là người này đang khổ đau với danh vọng, người này đang khổ đau với chức quyền, người này đang khổ đau với những cái thân bằng quyến thuộc, người này đang khổ đau với vợ đẹp con yêu, người này có nhiều châu bò, người này khổ vì châu bò, người này có nhiều ruộng vườn, người này khổ nhiều ruộng vườn, người này có nhiều vợ con, người này khổ vì vợ con, người này có nhiều tài sản, này khổ vì tài sản. Thì thấy người khác là khổ như vậy thì người ta có kiêu mạn, người ta có chê bai này, mình là cái người không có những cái tài sản như người ta, thì mình cũng không có buồn phiền giận hờn. Thế còn những người đời không hiểu như thế, nhưng nghĩ là may có thì tao cũng có, thế là sinh ra cái ganh đua, sinh ra cái sự ghen tị, sinh ra cái sự chống đối lẫn nhau, sinh ra cái sự phá hoại lẫn nhau, để cho người khác không có hơn mình, để người khác không chê bai mình. Đấy là cái người ngu thì sẽ như vậy mà sinh ra phiền não. Còn cái người biết tu tập thì thấy rằng người ta đang khổ, cho nên là người ta có những cái lời nói, có những cái hành động tốt, cũng mình cũng cảm thấy nó thản nhiên, mà người ta có lời nói, có hành động không tốt thì mình cũng thản nhiên. Đấy là cái cách tu tập, thấy luôn luôn suy xét và quan sát về cái nỗi khổ của mọi người.
thì mình sẽ không khởi nên cái tâm giận hờn ác ý với ai giữa cuộc đời. Và cái sự tu tập là mình luôn hoan hỷ với sự thành công của người khác. Đấy là có hai cái cách. Một là mình quan sát về nỗi khổ của người khác, mình cũng không oán ghét. Hai là mình thấy vui mừng vì cái sự thành tựu người khác để mình không ghen tị với người ta. Cũng là một cái cách tu tập. Và là một cái cách tu tập nó luôn luôn tác ý về nghiệp và quả của nghiệp. Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Hạnh phúc hay khổ đau là do thiện nghiệp hay ác nghiệp mà chúng sinh đã tạo mà thôi. Thì chỉ có bốn cái cách đấy để phát triển gọi là cái tứ vô lượng tâm đấy nên, thì một cái người sống ở giữa đời mới không có bị chướng ngại, mới có thể hòa hợp với đời mà cũng không bị không có bị ô nhiễm bởi thế gian. Thì ngoài ra mình sẽ tu tập những cái pháp niệm về sự chết nữa để mình thức tỉnh cuộc đời này là ngắn ngủi, là giả tạm, để mình cũng chế ngự được cái dục tham của mình đối với những cái cạm bẫy, những cái mồi nhử ở trên cuộc đời, những cái dục tham trên cuộc đời. Nó quán niệm là mạng sống này thì sẽ mong manh, còn cái chết thì nó sẽ đến bất kỳ lúc nào. Và thường xuyên tưởng niệm về cái chết, nó giống như nó đang ở trước mặt mình, nó theo sát mình, nó rất là gần với mình. Thì cái người đấy cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra cái sự ganh đua với đời, không vì vậy mà bon chen với đời, không vì vậy mà cạnh tranh, mà đấu đá với đời. Thì cái người như vậy cũng sẽ an ổn, không bị nhiễm đời, sống ở đời không nhiễm đời. Thì cái sự tu tập mà những cái pháp mà thiền chỉ quán cũng có thể nó sẽ có lợi ích. Thì có cái là mình có bỏ cái thời gian, bỏ công sức ra để mà công phu, để mà thực hành, để mà huấn luyện và phát triển cái nội tâm của mình theo những cái pháp tu tập đấy không luôn. Còn nếu mình mà có bỏ ra thời gian công sức để mà phát triển những cái nội tâm cao thượng của mình lên thì mình có thể sống ở giữa cuộc đời mà không bị nhiễm đời, mà vẫn hòa hợp được với đời là như vậy. Dạ, con Bạch Sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tiểu Pháp ạ. Dạ, con Bạch Sư, có sự khác nhau như thế nào giữa người thông minh, người trí thức và người trí tuệ ạ? Người thông minh, người trí thức và người trí tuệ. Người thông minh thì thông minh ở đây là cái từ ở của cái từ mà được dùng sử dụng ở ngoài thế gian, trong kinh điển thì không nói đến từ thông minh. Thì thông minh ở đây ý muốn nói là cái người đấy có cái tánh nó hoạt bát, nhanh nhẹn sắc sảo, thì đấy được gọi là cái người thông minh. Thì thông minh có đôi khi người ta thấy một cái người đó nhanh nhẹ, nói năng hoạt bát hay là làm cái việc gì đó tiếp thu rất là nhanh, hiểu ý rất là nhanh, hiểu vấn đề rất là nhanh, cũng có thể gọi là thông minh. Nhưng mà cái người thông minh đấy chưa chắc đã là cái người có trí thức, và cũng chưa chắc đã là cái người có trí tuệ. Có thể là cái người đó sẽ thông minh trong cái cuộc sống hàng ngày, người ta rất là nhanh nhẹn khôn khéo, và người ta hiểu những cái vấn đề một cách rất là nhanh chóng. Nhưng mà nếu như cái người thông minh đó cũng không có chăm chỉ học tập, tiếp thu những cái kiến thức ở đời, thì cái người thông minh đấy cũng sẽ không được gọi là người trí thức. Vậy thì cái người thông minh là như vậy. Người thông minh là do cái người đấy có các cái căn nó nanh nợi, nó gọi là một cái người nanh nợi, hiểu và nhanh mọi vấn đề thì được gọi là người thông minh. Đôi khi người ta dùng cái thông minh đấy vào cả việc tốt lẫn việc xấu. Đôi khi cái người đấy thông minh, mình lợi dụng cái trí thông minh của mình hơn người, rồi cái người thông minh đó lại làm những cái việc như là lừa gạt người khác để có lợi ích cho bản thân mình, thì cái thông minh đấy cũng sẽ hay làm những cái việc xấu cũng có. Nhưng mà đôi khi người đấy mà sử dụng cái thông minh đó vào làm những cái việc tốt, làm lợi ích cho người, người thông minh đấy có thể phát minh ra những cái công cụ, những cái gì đó mà có thể phục vụ được cả cái cuộc sống ở xã hội này, có thể có cái tầm ảnh hưởng lớn thành như các cái nhà khoa học. Thì cái người thông minh đấy lại là một cái người có thể đi vào sử sách được. Thế là cái trí thông minh thì cũng có những người thông minh mà làm việc xấu, cho nên là người đấy có thể làm tướng cướp, có thể làm giang hồ, có thể
làm rất là nhiều những cái việc hại lợi mình, hại người, hại mình, hại người. Còn có người thông minh thì làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Đấy là người thông minh. Còn những người trí thức là cái người có học thức, những người đấy tiếp thu học nhiều những cái môn học ở đời hay ở đạo thì đều được gọi là trí thức. Người đấy có thể học rất là nhiều các cái môn học trên đời, trên thì thông thiên văn, dưới tường địa lý, thì giỏi về nho y ni số, tất cả những cái môn học văn võ đều có thể học được. Vì đó biết nhiều cái kiến thức ở trên cuộc đời nên được gọi là trí thức. Trí thức thì chỉ là cái người ham học, siêng năng học thì sẽ trở thành người trí thức. Với một cái người, với một cái pháp thế gian ấy, thì người ta cũng coi người trí thức là người trí tuệ. Nhưng mà cái pháp của nhà Phật thì người trí thức vẫn chưa được coi là người có trí tuệ. Người có trí tuệ khác, người trí thức khác. Người có trí tuệ ở trong nhà Phật thì cái trí tuệ được đạt đến một cái mức cao hơn, tức là sẽ được nhìn nhận cái người có trí tuệ ở cái mức độ rất là cao. Như Đức Phật gọi là hãy thân cận người trí, hãy tránh xa người ngu, hãy thân cận những bậc hiền trí. Thì để làm sao nhận biết được những cái người đó là một cái người đấy là cái người trí. Cái người trí thì sẽ không có làm những cái việc mà nó đem đến những cái hậu quả khổ đau ở trong tương lai, thì đấy là người trí. Người ngu thì có thể là người thông minh cũng có thể được coi là người ngu, vì cái người đấy có thể làm cái việc nó có lợi trước mắt nhưng mà nó có cái tai họa ở bên đằng sau, sau đó mà vì nó không biết. Thì cái người thông minh đấy cũng có thể là người trí, cũng có thể là người ngu. Cái người trí thức cũng có thể được gọi là người trí, người ngu. Người trí thức có thể là cái người đấy học rất là nhiều những cái pháp môn ở trên đời, nhưng mà cái người đấy lại vận dụng những cái pháp đấy vào những cái việc nó chỉ có lợi lạc ở trong trước mắt và sau đó nó sẽ đưa lại cái sự khổ đau ở trong tương lai. Vì đó truyền bá những cái tư tưởng khiến cho người ta tăng cường cái tham dục, tăng trưởng cái sân hận, tăng trưởng cái tà kiến lên. Bản thân vị đấy cũng tăng trưởng cái tham dục, sân hận, tà kiến lên vì những cái kiến thức vị đó đã học, vị đó áp dụng vào trong cuộc đời, vị đó chạy theo những cái dục tham, những cái sân hận, những tà kiến trên cuộc đời. Thì cái người có trí thức như vậy thì vẫn là người ngu. Còn nếu như người đó vận dụng cái trí thức đó vào cái đời sống, đó là làm cho diệt trừ cái tham dục, diệt trừ sân hận, diệt trừ cái tà kiến não hại, thì cái người đấy lại trở thành cái người trí tuệ. Nên cái người có trí tuệ là thế, là cái người biết nhìn ra các sự thật, biết rằng là cái hành động thiện thì nó để lại cái quả báo thiện, cái hành động ác nó để lại cái quả báo ác. Tức là cái người nhìn ra sự thật là người có trí tuệ, nhìn ra sự thật về nhân quả nghiệp báo thì đã là một cái người có trí tuệ rồi. Còn cái người mà nhìn ra một cái sự thật mà còn thâm sâu hơn nữa, đó là nhìn ra được những cái pháp chân đế, biết được là cái thân này nó là đất nước nửa gió, thì cái vị đấy sẽ đoạn trừ được cái vô minh tham ái chấp thủ với thân, rồi cái tâm này nó sinh diệt, nó là vô thường khổ vô ngã, rồi vị đó đoạn trừ được cái vô minh tham ái chấp thủ đối với thân và tâm, rồi vị đấy đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau, giác ngộ được chân lý, thì cái đấy mới được gọi là người trí tuệ. Vậy thì người trí tuệ ở trong đạo Phật là người nhìn thấy chân lý, nhìn thấy sự thật, thì cái người đấy mới là người có trí tuệ. Còn cái người nào mà không nhìn thấy chân lý, không nhìn thấy sự thật này, thì người đó là cái người không được gọi là người có trí tuệ. Mặc dù có thể người đó là người có trí thức, chưa chắc đã là người trí tuệ, người thông minh cũng chưa chắc đã là người có trí tuệ. Thì trong đạo Phật thì không chú trọng là thông minh hay là không thông minh. Người thông minh cũng tu tập thì mà biết dùng cái thông minh đấy vào tu tập thì rất là nhanh. Người trí thức mà biết dùng cái trí thức vào tu tập thì sẽ phát triển được trí tuệ. Còn người thông minh trí thức đấy không dùng cái thông minh trí thức đó để mà giác ngộ ra các sự thật, để mà thấy tìm hiểu các sự thật, thì những cái người đấy sẽ không phải là người trí tuệ. Vậy thì nó sẽ có ba mức độ, ba cái hạng người đấy nó khác nhau hoàn toàn như vậy. Thông minh là thông minh, trí thức là trí thức, còn trí tuệ là trí tuệ, khác nhau không phải là giống nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, các tôn giáo khác nhau, các tôn giáo khác họ dành rất nhiều thời gian để cầu nguyện, vậy sự cầu nguyện ấy có lợi ích gì không ạ? Cầu nguyện, sự cầu nguyện,
cầu nguyện là để phát triển cái lòng tin. Người ta muốn tăng trưởng cái niềm tin vào một cái điều gì đó, cho nên người ta cầu nguyện. Cầu nguyện thì giống như là người ta tụng kinh thì người ta cũng gọi đó là một cái sự cầu nguyện. Thì trong đạo Phật mình cũng có cầu nguyện chứ không phải là không có cầu nguyện. Một hạt ngày mình cũng dành ra một chút thời gian để tụng kinh, xong là để cầu nguyện. Ví dụ như mình ước nguyện một cái điều gì đó, cái ước nguyện đấy của mình cũng là cầu nguyện. Hay là mình có thể là hồi hướng chia phước đến những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, thì đó cũng là cầu nguyện, là cầu mong cho những bản thân mình hay là những người hiện tại được an lành, hay là cầu nguyện các cái vị chư thiên hộ trì cho mình có được những cái điều tốt này, thì cũng có, tức là cái sự cầu nguyện nó cũng có cái lợi ích, đó là làm cho cái tâm nó trở nên nhu nhuyễn hơn, trở nên thuần thục, trở nên ngoan đạo hơn. Nhưng mà nó không được thái quá, không nên quá mức. Cái gì mà nó trở nên thái quá, nó trở nên quá mức thì nó sẽ lấn át mất cái khác. Vì trong đạo Phật thì khác với các cái tôn giáo khác, đó là mình chú trọng phát triển trí tuệ. Còn có những tôn giáo người ta chỉ chú trọng phát triển niềm tin, chú trọng phát triển cái đức tin mà thôi. Thì cái người nào mà muốn chú trọng phát triển đức tin thì người ta phải tin vào có những cái đấng cao thượng đó. Thì cái niềm tin đó nó trở nên càng mãnh liệt, càng trở nên cuồng nhiệt. Thì cái niềm tin mà mạnh quá nó trở nên cuồng nhiệt, gọi là cuồng tín ý, thì không tốt. Còn đạo Phật thì cũng cần phải có niềm tin, nhưng mà chỉ cần dùng cái niềm tin đó ở cái mức độ vừa phải, sau đó thì phát triển cái trí tuệ. Thì trong đạo Phật rất là quan trọng ở cái cân đối, cân quân bình giữa niềm tin đó và trí tuệ. Niềm tin mạnh quá nấn át mất trí tuệ. Nhưng cái người nào mà có cái niềm tin mạnh quá thì sẽ trở nên vâng lệnh tuyệt đối vào cái đấng mà mình đang đặt niềm tin đó. Và khi mà mình trở nên có cái niềm tin tuyệt đối như vậy, mà cái đấng đấy là một cái đấng chân chánh thì cũng tốt. Nếu như cái đấng đấy lại là không chân chánh thì lại không tốt. Đấy, cái niềm tin có thể tốt, có thể không tốt. Nếu như cái tôn giáo đấy quá nặng vào niềm tin, nhưng mà lại tin không đúng người thì nguy hiểm, mà tin đúng người thì tốt. Ví dụ như là một cái người Phật tử mà có niềm tin vào Đức Phật nhưng lại không hiểu gì về Phật thì cái niềm tin đấy là vô ích, cái niềm tin đấy là mê tín. Ví dụ như người ta ngay trong người ta có thể có niềm tin với Đức Phật thì rất nhiều, không có niềm tin Đức Phật người ta đã không bước chân vào chùa. Nhưng mà 10 người vào chùa 9 người có niềm tin xa, nhưng người ta có tin nhưng mà người ta không hiểu, không hiểu Phật là ai, cho nên người ta sinh ra cái mê tín, người ta lại nộp van xin, người ta cầu cúng lễ bái này kia đủ thứ trên đời. Thì đấy là cái niềm tin nó có hai mặt của nó như vậy, nó có lợi nhưng mà nó cũng có hại. Lợi là từ cái niềm tin đấy mình mới tạo ra công đức phước lành, mình mới dấn thân tu tập, mình mới tìm ra cái con đường giải thoát giác ngộ. Nên là cần có niềm tin, nhưng niềm tin nó vừa phải thôi, nó để cái chỗ cho nó lý trí nó phát triển. Nên niềm tin mạnh quá lý trí nó không phát triển được. Nhưng giống như là cái cây nó cần phải có nước, nó tưới thì nó mới sống được. Nhưng mà tưới nhiều quá thì nó sẽ bị nụt nước, nó chết. Cũng như vậy, người ta có cần có niềm tin để phát triển trí tuệ, nhưng niềm tin mạnh quá nó làm tiêu diệt mất trí tuệ. Vậy nên là có nên tin, nhưng mà tin vừa phải thì sẽ tốt hơn. Giống như người có tưới nước cho cây, nhưng tưới vừa thôi, đừng tưới nhiều quá. Thì niềm tin vậy, vừa phải thôi, đừng nhiều quá thì mới tốt hơn. Mình chỉ nói chung chung thế thôi, chứ mình không có ở trong cái tôn giáo đấy, mình biết người ta cầu nguyện gì đâu mà mình có thể nói về chuyện của người ta được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hậu Đỗ gửi qua Facebook ạ. Dạ, con kính lễ thầy. Thiền tông là pháp tu cao siêu mà người thường không thực hiện được, chỉ dành cho người thượng căn tới hạnh cực tinh nghiêm. Vậy cư sĩ dù có muốn tu tập thiền tinh tấn cỡ nào cũng không đạt được niết bàn, có đúng không ạ? Thiền ở đây chỉ nói đến thiền thôi, cũng không thiền mà chia ra tông phái thì mình sẽ không đề cập đến vấn đề đấy, mình chỉ nói đến pháp thiền. Pháp thiền là một cái pháp mà người có thể tu tập được.
Thì cái người nào có đức tin thì đều tu tập được hết, có đức tin này, có tinh tấn, có chánh niệm thì có nhất tâm đều tu tập được. Và cái sự tu tập được nữa là cái người đấy có cái chú xứ để mà tu tập, có cái môi trường phù hợp để tu tập, và mình có những cái điều kiện, có cái không gian, có cái thời gian để tu tập thì ai cũng tu tập được hết. Người tại gia và người xuất gia đều tu tập được những cái pháp thiền như nhau, chứ không phải là chỉ người xuất gia mới hành thiền được, người tại gia không hành thiền được là cũng không đúng. Người tại gia cũng vẫn hành thiền được, nhưng chỉ với điều kiện là cái người tại gia đó không có cái người tại gia đấy cũng phải có cái niềm tin một chút. Người tại gia đấy mình phải có cái niềm tin, phải có học pháp, có hiểu pháp, có thực hành pháp. Cái người đấy cũng có hướng đến cái sự ni dục, tầm ni sân, tầm ni hại, tầm đó. Trong cái bài kinh Đức Phật dạy ấy, muốn thực hành được thiền thì vì đó không phải gột rửa tâm khỏi cái tham dục, khỏi cái sân hận, khỏi cái não hại, thì là vẫn thực hành thiền được và vẫn tự đắc được các cái pháp thiền như người xuất gia, chứ không phải là người tại gia là không đắc thiền được. Ví dụ như là có những người ở tại gia nhưng mà người ta có một cái môi trường rất là thanh tịnh, rất là yên tĩnh, người ta có thời gian để công phu, để thực hành, và người ta có những cái vị thầy hướng dẫn cho người ta thực hành đúng pháp, người ta vẫn chứng đắc được các pháp thiền, vẫn có thể phát triển được thiền chỉ, thiền quán, chứ cũng không phải là người tại gia không tu được. Cái người không tu được ở đây là chỉ cho những cái người ta có những cái triển cái nó quá mạnh, tham dục nó quá nhiều, năng xăng phóng dật nó quá nhiều, sân hận tà kiến nó quá nhiều, những cái bổn phận, những cái trách nhiệm, những cái sự ràng buộc nó quá nhiều. Cho nên từ thời Đức Phật vậy, rất nhiều những cái vị thiện gia nam tử, người vị đấy tự suy xét rằng là cái đời sống ở tại gia bị gò bó, bị trói buộc, vui ít khổ nhiều, còn cái đời sống xuất gia thì thong dong tự tại. Nếu như mà mình mà muốn tu tập để thành tựu được những cái pháp thượng nhân, để mà làm sạch được những cái nỗi nầm trắng bạch như vỏ ốc, thì mình cần phải từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thì đấy là cũng thời Đức Phật vậy, các vị thiện gia nam tử nghe Đức Phật thuyết pháp khởi nên cái suy tư như vậy, khởi nên cái suy ngữ về cái đời sống ở tại gia nó gò bó trói buộc bởi nhiều bổn phận, bởi nhiều trách nhiệm, có tu tập được thì sẽ rất là khó. Cho nên là nhiều vị đã đi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình để nó thong dong tự tại, dành tất cả cái thời gian, cái cuộc đời này cho cái sự nghiệp phát triển tâm linh đấy, cho nên cái sự thành công nó cao hơn. Mặc dù là như vậy nhưng không phải là những người tại gia không thành tựu. Thời Đức Phật vậy, rất nhiều người tại gia vẫn đắc các cái pháp thiền và vẫn đắc đạo quả như người xuất gia vậy. Có những người đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, chỉ có điều khác biệt là khi đắc tứ quả người đấy đi xuất gia thôi. Còn người tại gia mà đắc các thiền, đắc đạo quả, đắc thần thông là vẫn có, người xuất gia cũng vẫn có, người đắc có người không đắc, chứ không phải là ai xuất gia mình cũng chứng đắc được các cái pháp thiền thông đạo quả hết. Thì cũng có những người đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả ở người xuất gia. Thì cái sự tu tập có cái được cái đời sống xuất gia thì sẽ chuyên tâm, cái sự chuyên tâm thực hành nó dễ dàng hơn, do có cái sự xả bỏ những cái ràng buộc vướng bận, cho nên là cái sự tu tập nó chuyên tâm hơn. Với người tại gia thì còn quá nhiều ràng buộc nên khó hơn. Nhưng cũng có những cái trường hợp mặc dù là người tại gia nhưng người đấy rất ít những cái sự trói buộc, rất ít những cái sự ràng buộc, và rất ít những cái ô nhiễm, tâm người đấy cũng rất thanh tịnh, cái trí tuệ cũng có hiểu được chánh tà, và người đấy cũng tinh tấn thực hành giữ chánh niệm, vẫn đắc định được chứ không phải là không. Thì người xuất gia cũng có người tu chứng, người không tu chứng, người tại gia cũng thế, nên là cứ người tại gia hay xuất gia đều có thể tập thiền được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Pháp Danh Diệu Nghiêm ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con đã phá thai nhiều lần, con muốn hỏi sư làm cách nào để sám hối tiêu được nghiệp này ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Đã phá thai nhiều lần, thì tất cả những cái thiện pháp, những công đức mình làm ấy, mình đều hướng đến cái sự sám hối, từ bỏ những cái nỗi nầm đấy. Thì mọi cái nỗi nầm đều có thể sám hối được, chỉ trừ cái tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại hợp tăng, làm chảy máu Phật, thì đấy là ngũ nghịch trọng tội mới không sám hối được.
còn lại thì lỗi gì mà mình có cái tâm sám hối đều sám hối được hết. Thì có cái là cái mức độ sám hối của mình, cái sự thành tâm sám hối của mình, và cái sự cái tâm mà hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, và cái quyết chí thay đổi của mình nó cao đến mức độ như thế nào mà thôi. Như là sám hối là bằng cái cách là mình sẽ từ bỏ những cái nỗi lầm ấy, và mình sẽ tuyệt đối không có tái phạm nó ở trong tương lai nữa. Đấy là cái cách sám hối. Mình có thể sám hối trước ban Phật, hay là sám hối với bất cứ ai, hoặc là tự tâm mình khởi lên cái ý nghĩ là mình sẽ sám hối, từ bỏ những cái nỗi lầm này, biết đây là tội lỗi. Rồi sau đó mình sẽ tu tập vào cái tâm của mình nhiều hơn, tức là phải thọ trì tam quy ngũ giới. Mình sẽ quyết định giữ cái giới đấy cho thanh tịnh nhiều hơn. Rồi là sẽ thọ trì những cái ngày bát quan trai giới, như ngày rằm, ngày 30, ngày 23, ngày mùng 8, 23. Thì những cái ngày trai giới đấy mình phải thọ trì bát quan trai giới để thứ nhất là sám hối tất cả những cái nỗi lầm về thân khẩu ý đã tạo. Thứ hai nữa là ngăn ngừa tội lỗi không phát sinh tương lai. Rồi sau đó thì mình cần phải học đạo nhiều hơn, cần tu tâm nhiều hơn, phải nghe giảng pháp này, phải học kinh điển, đọc kinh, và mình tụng kinh lễ Phật hàng ngày. Ví dụ như là có thể lập một cái ban thờ Phật ở trong tại gia nhà mình, nếu như mình có điều kiện, có không gian, có khả năng làm được những điều đấy, thì lập một ban thờ Phật rồi hàng ngày mình tụng kinh lễ Phật, rồi ngồi thiền để thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, pháp thiền định, thiền về tâm từ bi hỷ xả, thiền niệm về sự chết, rồi tất cả những cái công đức cái tu tập đấy mình tác ý là hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, và hồi hướng đến những thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cũng như là mình ước nguyện những cái công đức tu tập mình sẽ chứng đắc niết bàn ở trong ngày vị na. Thì tất cả những cái sự mà học đạo tu tâm và làm những cái thiện pháp của mình, nó sẽ giúp cho cái tội lỗi càng lúc nó càng tiêu trừ dần đi, và nó làm cho cái công đức của mình nó sẽ tăng trưởng lên, để làm sao đến lúc mình chết, cái tâm của mình nó không còn nghĩ, nó không còn bị hối hận, hay là nó không còn hướng đến cái nghiệp bất thiện đấy được. Nếu như mà mình không có một cái sự không làm những cái thiện pháp, không tu tập cái nội tâm cho nó mạnh lên, cho nó sung mãn lên ấy, thì cái tâm mình nó cứ nghĩ về cái tội lỗi đấy, hay là cái tội lỗi nó cứ ám ảnh ở trong tâm, nó cứ ám ảnh hoài như thế cho đến lúc chết, mà cái tâm cận tử của mình còn nghĩ đến, còn hướng đến, tức là cái nghiệp bất thiện nó còn trổ vào lúc cận tử, thì sẽ bị đọa vào cái cõi khổ đau. Do đó là một cái bất thiện nghiệp, do đó một cái ác nghiệp, một cái sự sát hại một cái sinh mạng. Nhưng nếu như mà có cái sự tu tâm, có cái sự từ bỏ nỗi lầm và tạo phước và tu tâm nhiều, thì lúc đấy cái thiện nghiệp sẽ mạnh lên, và mình cảm thấy mình có cái sự tự tin, và dần dần nó sẽ xóa bỏ những cái ám ảnh về cái tội lỗi đấy đi. Thì đến lúc chết cái tâm nó sẽ hoan hỉ với những cái thiện nghiệp mà mình đã làm, thì cái quả đấy nó sẽ không trổ vào cái thời điểm cận tử nữa, thì vẫn được sinh về những cõi an lành. Nếu mà tu tập tốt hơn nữa sẽ chứng đắc được những cái pháp cao thượng hơn về tâm linh nữa, thì điều đó lại càng an ổn hơn, càng an lành hơn. Thì hướng về cái việc làm phước nhiều hơn, tu tâm nhiều hơn và học giáo pháp nhiều hơn, để có cái sự tự tin về những cái công đức phước lành của mình sẽ đi theo mình, thì dần dần những cái ác nghiệp đấy nó không có cơ hội, nó trở quả vào cái lúc lâm chung, thì sẽ tránh được cái quả báo khổ đau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Giác Mẫn ạ. Dạ, con kính bạch sư, một người khi sống không biết đến Phật Pháp, thì khi con cháu cúng dường và hồi hướng, họ có nhận được phước đó không ạ? Con cháu nên làm gì tốt nhất cho cha mẹ khi vừa mất ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Một người sống không biết Phật Pháp, không tin Phật Pháp, thì đến lúc chết mà người ta sinh về một cái cõi khác rồi thì mình có không gặp được người đấy nữa. Nếu người đó mà sinh vào địa ngục hay sinh làm súc sinh, sinh làm người rồi, thì có hồi hướng thì cũng không còn tác động đến.
Nếu như có những cái người khi còn sống người ta không tin Phật pháp, nhưng khi chết mà người ta sinh làm ngã quỷ, nếu như cái người đó mà sinh làm ngã quỷ mà người ta vẫn còn nhận biết được con cháu, vẫn còn thậm chí còn đi theo những cái người sống ấy, thì những cái người đấy lúc chết mà sinh làm ngã quỷ là người ta biết ngay, à do mình đã tạo những cái ác nghiệp này cho nên mới đọa vào cái ngã quỷ này. Và lúc đấy cái chúng sinh mà sinh làm ngã quỷ sẽ rất là hối hận, kể cả lúc sống không tin Phật pháp nhưng lúc chết, vì nếu sinh làm một cái chúng sinh hóa sinh là người ta nhớ lại được cái kiếp sống của mình và người ta biết được cái mình đã tạo cái nghiệp gì mà phải sinh vào cái kiếp này. Ví dụ như chư thiên, người ta sinh làm chư thiên người ta sẽ biết do mình tạo những cái phước lành này, bố thí cúng dường giữ giới, làm những cái thiện nghiệp này kia cho nên được sinh làm chư thiên, thì cái người đấy vẫn có cái niềm tin tuyệt đối vào những cái phước lành mà đã tạo. Hoặc là một cái chúng sinh xuống địa ngục hoặc còn sinh làm ngã quỷ vậy, thế do người ta hóa sinh người ta không có cái thời gian mà đi đầu thai cho nên là cái người ta sẽ không quên mất quá khứ, người ta vẫn nhớ được những quá khứ mình đã làm những cái tội lỗi gì, nên cái người đấy mà sinh xuống đọa xứ người ta rất là hối hận, người ta rất là lo sợ. Và những cái ngã quỷ đấy họ cũng biết được là có những cái ngã quỷ khác sẽ được hưởng phước nhờ con cháu, nhờ người thân hồi hướng chia phước cho nên là những cái chúng sinh mà sinh làm ngã quỷ thì dù cái lúc còn sống người ta không có niềm tin với Phật pháp, lúc chết họ vẫn tin, nên là người thân mà làm những cái công đức mà hồi hướng cho họ, họ vẫn hoan hỉ theo, họ vẫn được hưởng cái phước đó. Nên là nếu như mà có người thân mới mất thì vẫn cứ làm việc phước và mình cứ tin rằng cái việc phước này sẽ có lợi ích tới đến người thân, và mình cứ có niềm tin như thế thôi. Còn vì mình không biết được người thân sinh về đâu, cho nên là không có người thân này thì có người thân khác, người mới chết không sinh về đấy thì có người chết từ lâu rồi sinh về đấy, hoặc cái người thân từ nhiều đời nhiều kiếp của mình đang ở cái cõi đấy sẽ tùy hỷ hoan hỷ mà hưởng cái phước đó. Nên là cái việc làm phước hồi hướng cho người thân sẽ không có dư thừa, vẫn được vừa làm phước vừa tu tâm thì sẽ tốt hơn, và hồi hướng tất cả những công đức đó cho người thân đều được hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Võ Thị Son ạ. Dạ, con kính bạch sư, một người chánh niệm đang làm gì, biết mình đang làm gì và chuyện ly dục thì chuyện nào quan trọng hơn ạ? Người chánh niệm biết mình làm gì, biết mình đang làm đấy. Cái chánh niệm này nó còn tùy ở từng người, cái mức độ chánh niệm khác nhau. Có những cái người, người ta đã, ví dụ như là một cái bậc mà người ta đã thuần đạt được chánh niệm, như bậc A-la-hán chẳng hạn, thì cái đi đứng nằm ngồi đều có chánh niệm tỉnh giác hết, không có lúc nào có tạp niệm khởi lên, thì đấy là một cái bậc vô học rồi. Thì đấy cũng là một cái mức chánh niệm. Còn đối với một người phàm phu, mình giữ chánh niệm trên những cái bước chân đi đứng nằm ngồi, thì cái chánh niệm đó nó chỉ là những cái chánh niệm trên cái ảo tưởng mà thôi. Ví dụ khi mình đi, ta đang đi, khi đứng thì ta đang đứng, khi nằm ta đang nằm, khi ngồi ta đang ngồi. Cái chánh niệm đấy nó chưa đặt trên trí tuệ, mà chánh niệm đấy nó vẫn còn đặt trên cái vô minh, tham ái và chấp thủ. Mặc dù mình có chánh niệm đấy, mình vẫn tham ái, mà ui ta làm việc này tốt quá, này ta nấu được món ăn này ngon quá, ta làm cái cắm hoa đẹp quá, hoan hỉ khởi lên, tham ái khởi lên, ngã mạn khởi lên, vẫn khởi lên. Thường với một cái người mà còn vô minh thì có giữ chánh niệm thì đôi khi mình vẫn bị lạc vào những cái tham ái mà mình không nhận ra. Vậy nên là mình vẫn phải nỗ lực tu tập hơn nữa, mình cần phải tu tập về thiền chỉ để ni dục, ni sân, thì cái pháp ni dục đấy cao hơn nhiều. Ví dụ như một người mà chứng được cái pháp thiền rồi, khi đi đứng nằm ngồi người ta cũng chú tâm trên pháp thiền đó. Khi mà chứng được pháp thiền tuệ, thiền quán chẳng hạn, khi đi đứng nằm ngồi người ta luôn luôn thấy năm uẩn danh sắc này, nó luôn luôn sinh diệt này. Khi đi này, danh sắc nó sinh diệt, khi đứng danh sắc nó sinh diệt, khi nằm, khi ngồi, khi nhai, khi nuốt, lúc nào vì đó cũng chánh niệm. Mà lúc đấy nó không còn chánh niệm trên cái pháp tục đế nữa, mà nó chánh niệm trên cái pháp chân đế, thì cái chánh niệm đấy nó mới không khởi nên tham ái, không khởi nên cái chấp thủ. Còn nếu chánh niệm mà mình chỉ chánh niệm trên cái ta, ta đẹp, ta xấu, ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi, thì cái chánh niệm đấy nó vẫn còn đang khởi trên cái tham ái chấp thủ. Còn nên nó có thể là những cái tâm thiện dục giới,
Nhưng mà bên cạnh nó đó thì nó cứ dừng lại ở đấy thì nó cũng không đi đến giải thoát được. Mình cần phải phát triển những cái cao hơn. Đó là khi mình đi đứng nằm ngồi mình biết, nhưng vẫn phải dành cái thời gian công phu thực hành pháp thiền chỉ quán để mình quán ra được những cái pháp chân đế, rồi sau đó mình đi đứng nằm ngồi mình chánh niệm trên những cái pháp chân đế đấy, thì cái cơ hội đi đến Niết Bàn sẽ rất là gần, rất là nhanh. Nên là nhiều người tại sao mà người ta đang đi đường, người ta đang làm các công việc, người ta đang nói chuyện, người ta chứng đạt được đạo quả là do vị đấy đã phát triển được cái tuệ quán rồi, thấy rõ năm uẩn sinh diệt rồi, thấy sự vô thường khổ vô ngã trên từng bước chân rồi, trên từng lời nói, trên từng hành động rồi. Thì cái chánh niệm nó phải đạt đến mức như vậy cơ thì mới mới an toàn, mới có thể đi đến Niết Bàn được. Còn chưa có thấy được những cái sự thật đó mà thì mình chỉ chánh niệm mà trên những cái hoạt động thông thường ấy thì chưa đủ, chưa đủ để đi để giải thoát được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi cuối cùng từ hành giả Võ Thị Son trong buổi ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính bạch sư, một người muốn chiến thắng tâm sân của mình thì có nên đối diện và thân cận người làm mình sân không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Dạ, kính bạch sư, một người muốn chiến thắng tâm sân của mình thì có nên đối diện và thân cận người làm mình sân không ạ? Người mà muốn chiến thắng cái tâm sân hận của mình, tức là có một cái người khác làm cho mình sân hận và bây giờ mình muốn dứt bỏ cái tâm sân hận với người đấy đi, thì sẽ có những cái người mình cần phải đối diện, có những cái người mình cần phải tránh xa. Ví dụ như là khi người mà mình làm người mình sân ấy, vì người ta hiểu lầm mình rồi người ta trách móc mình, thì mình cần phải giải thích cho người ta, giải thích để cho hai người hiểu nhau, để hóa giải những bất đồng đó đi. Đấy thì cái trường hợp đấy cần phải đối diện lại. Hoặc là do một cái người khác người ta nói những cái lời chia rẽ, do cái người này không chủ ý là ác ý xúc phạm mà mình, nhưng mà do có một cái người thứ ba, người ta cố tình nói xấu, người ta cố tình chia rẽ để cho hai cái người đấy hiểu lầm nhau, rồi sinh ra những cái mâu thuẫn, những cái xúc phạm lẫn nhau, thì mình mà thấy ra được cái điều đó, biết là có cái đối tượng nào đó đang nói lời chia rẽ, thì mình cần phải gặp để mà giải bày, để mà phân tích, để mà hiểu nhau ra, thì sẽ không bị không 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 còn cái tâm sân nữa. Nó tùy từng trường hợp như vậy. Nhưng mà cũng có những người đó là một cái người ác, cái người đấy là một cái người có tâm bất thiện, một cái người có tánh sân hung dữ, cái người đấy luôn luôn có cái sự ác ý não hại, hại mình, hại người, hại cả hai ấy. Và mình biết rằng thân cận người này thì người này người ta sẽ làm hại mình, hoặc là cái người đấy người ta có cái lời nói cọc cằn hung dữ sắc sược lấc cấc, thì mình cứ thân cận người đấy mình bị sân thì người đấy cần phải tránh. Vậy có những người mình cần phải tránh xa, có những người thì cần phải thân cận, nó còn tùy theo từng người, mình phải biết nhìn nhận từng người. Cái người này mình cần phải đối diện để mình giải tỏa cái sân đó, thì mình cần phải đối diện. Còn mình biết là cái người này mình cần phải tránh xa để không khởi lên tâm sân thì cần phải tránh xa, tự mình suy xét và nhận diện ra.